ngắn ngay sau đây nhé. Tôi tên là Tâm, năm nay tôi 25 tuổi, tôi mới được thăng chức trưởng phòng CEO mới, thu nhập là cũng khá ổn. Tôi sắp cưới chồng, chồng tôi tên là Thức, hơn tôi 2 tuổi, chồng tôi làm cảnh sát hình sự, cũng vừa mới được thăng chức. Ai cũng bảo chúng tôi là trai tài gái sắc vẹn cả đôi đường. Nhà chồng tôi là út, trên còn hai anh trai, cũng có gia đình cả rồi, anh cả đang làm việc bên Đức. Tôi nghe kể thu nhập của anh cũng khá lắm tiền, nên vợ chị trà, chị ở nhà chơi rồi đưa đón hai con đi học. Còn anh trai thứ hai thì nghiện và đang ở tù vì tội cướp tài sản. Lúc anh bị bắt, chị Liễu vợ anh ấy đã nhờ chồng tôi chạy án cho chồng chị ấy, nhưng chồng tôi không chạy được. Với lại cả họ cũng đồng tình để anh ấy đi tù vì lúc ở nhà anh lên cơn nghiện, anh vác dao đi dọa đòi chém mọi người nên không thể để anh ở ngoài được. Cũng chính vì vậy mà cứ gặp mặt là chị ấy lại nói bóng nói gió, chồng tôi không biết thương anh trai, rằng chồng tôi muốn anh trai phải chịu khổ sở trong tù. Mà thực tế, anh ấy đi tù lại sướng hơn ở ngoài rất nhiều. Đi tù ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, nên anh ấy béo trắng ra. Chồng tôi đã đứng ra thu xếp mọi chuyện, nên anh ấy đi tù không khổ một chút nào cả. Nhưng chị Liễu vẫn ghét và luôn tìm cơ hội trả đũa chồng tôi. Nhà chồng tôi khá là phức tạp. Mẹ chồng tôi không phải là mẹ ruột, mà là mẹ kế của chúng tôi. Bố chồng tôi lấy mẹ 2 năm trước, nhưng buồn một nỗi là lấy vợ được 1 năm thì ông mất vì tai nạn giao thông. Từ lúc ông mất, nhà chồng tôi bắt đầu bị xáo trộn. Về phía hai anh lớn thì tôi chưa gặp mặt nên không biết, nhưng riêng hai chị dâu thì luôn tìm cách gây khó dễ cho mẹ chồng kế của tôi. Hai chị luôn nghĩ mẹ chồng tôi lấy bố chồng tôi là có mục đích cả, và họ luôn nghi ngờ mẹ chồng của tôi đã có âm mưu chiếm đoạt tài sản. Mẹ chồng kế của tôi tên là Hiền, tuy mới gặp có vài lần thôi, nhưng tôi thấy bà Hiền y chang với cái tên của bà vậy. Năm nay bà 45 tuổi, chồng trước của bà mất cũng 20 năm. Bà ở vậy nuôi con gái lớn. Đến khi con gái đi lấy chồng yên bề gia thất, thấy bà sớm tối lủi thủi một mình, nên muốn bà đi lấy chồng để về già có người bầu bạn. Và qua mai mối thì bà gặp bố chồng tôi, nhưng giấc mơ của bà chưa trọn vẹn thì bố chồng tôi qua đời. Ngày giỗ bố chồng tôi làm 10 mâm, mời mọi người, cũng là ngày tôi ra mắt với họ hàng bên nhà chồng. Hôm đó tôi đến sớm để phụ mọi người, 5 giờ sáng tôi đã có mặt. Lúc đó chỉ có mẹ chồng tôi đang lúi húi dưới bếp. Chị trà và chị Liễu không thấy đâu cả. Thấy tôi đến, mẹ cười bảo: "Con đến sớm thế?" "Dạ, con đến để xem phụ được gì không ạ." "Ừ, thế gọt cho mẹ mấy củ su hào và khoai tây nhá, để lát nấu canh xương." "Dạ vâng." Những món chính thì mẹ chồng tôi đã đặt hết, nên tôi và mẹ chỉ nấu canh và xào xáo mấy món là xong. Nên chỉ một loáng là xong, khách đến đã có 10 mâm cỗ tinh tươm. Rồi mẹ thắp hương, lúc đó mới thấy chị trà và chị Liễu sang, mặc dù ba nhà liền nhau và chung một cái sân lớn và chung một cổng nhà. Bà trẻ chồng tôi nửa đùa nửa thật: "Con trả với con Liễu ở đây mà không chịu dậy sớm sang phụ mẹ chồng mày à?" Chị trà nhún vai: "Ôi dào, đồ đặt hết rồi, còn mấy việc lặt vặt, sang để nhìn nhau ngáp ruồi à?" "Bao nhiêu việc đó thôi, hai chị em nhìn dâu út mà học tập kìa." Chị Liễu nói thẳng: "Thím Tâm mới sắp cưới nên thím mới nịnh mẹ chồng cháu đấy. Giờ phải nịnh, chứ chẳng may giờ đám cưới mà hoãn lại thì có người lại lo sốt vó." Bà trẻ có vẻ tò mò: "Là sao? Ý con là cái Tâm chửa rồi á?" Tôi đứng lầu bát ở trong, nghe thấy chối tai quá, liền đi ra bảo: "Sao lại phải lo sốt vó hả chị? 30 chưa phải là Tết mà. Với lại em cũng không may mắn như ai đó mà chửa trước đâu ạ." Bà trẻ gật đầu: "Thế à, mà có chửa thì càng tốt. Trước cưới vợ chồng chị Liễu của cháu là chị ấy chửa 5 tháng đấy, có sao đâu mà." Tôi cười rồi nhẹ nhàng nói: "Dạ vâng, thế cháu mới nói là cháu không được may mắn như người khác mà bà." Chị Liễu giận tím mặt, không nói câu gì. Chị đi lại chỗ chị trà ngồi, chị trà hỏi: "Thế làm sao mà mặt lại sưng lên thế kia?" Chị Liễu hậm hực: "Còn Tâm ấy, nó vừa nói đẻo em đấy chị ạ. Nó vừa đá đẻo vụ em chửa trước đấy. Chị nghĩ có ức không?"
Chị Trà nhăn mặt lại. Đấy, chưa cưới mà nó còn như thế. Sang tháng mà cưới về đây rồi á, chết với nó luôn nhỉ. Nó dám ư? Chị Trà khẳng định. Chẳng thế, mày cứ chờ mà xem. Ăn uống xong, tôi bê mâm bát ra rửa. Có đứa em họ ra rửa cùng tôi. Còn chị Trà bê thức ăn về nhà đóng cửa lại, cho con ăn, rồi nằm trên điện thoại. Còn chị Liễu thì bọc phần to, rồi chở con sang nhà bà ngoại mất hình luôn. Một lúc sau khách về hết, mẹ chồng tôi lại thu dọn bàn ghế và quét sân dọn rác. Tôi tự dưng lại thấy thương mẹ chồng, hết lòng phục vụ nhà chồng. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, thì cái mác mẹ kế vẫn không thể thay đổi được. Vì lúc tôi ngồi ăn, thấy mâm đằng sau tôi họ nói xấu mẹ. Và qua cách mọi người thể hiện là tôi biết họ khinh rẻ mẹ chồng tôi. Rửa bát xong tôi đi vào nói với mẹ chồng. Mẹ cứ để đó con dọn cho à? Mẹ cười. Để mẹ phụ cho nhanh, rồi còn xong chứ. Tôi nhìn xem chồng tôi đâu, mà không phụ mẹ, thì thấy chồng tôi đang ngồi nói chuyện với anh cả, về việc của anh Thứ. Vì anh cả về mấy hôm nay, lại bay sang Đức luôn. Hai anh em tranh thủ bàn bạc, để xem có chạy cho thằng Thứ ra tù sớm trước hạn hay không. Tôi và mẹ dọn hết, mà cũng chưa thấy chị Liễu về. Còn chị Trà đi ra bê đĩa hoa quả, về nhà, chả cần biết ai với ai. Rồi chị lại đóng cửa lại, đúng kiểu, không phận sự miễn vào vậy. Thấy thái độ của mọi người với mẹ chồng tôi như vậy, thì tôi lại thương thương, tôi nghĩ trong bụng. Mẹ yên tâm, sau này sẽ có con đứng về phía mẹ. Mẹ sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu. Lúc tôi về, mẹ còn gửi túi hoa quả về biếu bố mẹ tôi. Mẹ thân thiện với tôi giống như mẹ ruột vậy. Rồi ngày cưới đã đến, mặc dù chỉ là mẹ kế thôi, nhưng mẹ chồng tôi vẫn đứng ra lo cỗ bàn tươm tất. Mẹ còn trao cho tôi một chiếc dây chuyền 3 chỉ. Mẹ nói tuy ít, nhưng đó là tấm lòng của mẹ. Tôi thấy rất cảm động. Chị Trà tròn mắt ngạc nhiên. Bà ta cho con tâm vàng cơ á, không thể tin nổi luôn. Chị Liễu thì đảo mắt. Tiền bà ta lấy ở đâu ra thế nhỉ? Mày đi hỏi bà ấy, sao lại hỏi tao? Chắc đó là tiền trước bố còn sống để lại. Không biết bố để lại nhiều hay ít nhỉ? Chị Trà thở dài. Thế là lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mới. Sắp tới, tao với mày sẽ mệt đấy. Đám cưới xong, tôi ở nhà nghỉ 1 tuần mới đi làm lại. Chồng tôi lại bận vì có vụ án mới nên lịch hưởng tuần trăng mật của chúng tôi bị hoãn lại. Mẹ chồng tôi động viên tôi là để đi hưởng tuần trăng mật bù sau khi chồng tôi phá án xong. Làm vợ cảnh sát hình sự, nó khổ vậy đấy mọi người ạ. 1 tuần ở nhà, tôi chỉ loanh quanh phụ mẹ làm việc nhà, chứ không có việc gì khác cả. Mẹ chồng tôi chu đáo lắm. Buổi sáng tôi dậy thì mẹ dậy nấu cơm xong hết. Vì chồng tôi không thích ăn sáng ở ngoài, anh chỉ thích ăn cơm nhà thôi. Với lại mẹ nấu luôn cho mấy đứa cháu nhà chị Trà và chị Liễu. Chị Liễu bán thịt ở ngoài chợ, nên chị phải dậy sớm để đi lấy thịt về bán. Thì không nói làm gì, nhưng chị Trà ở nhà chơi mà cũng ỉ lại cho mẹ tôi. Chị cứ ngủ đến giờ đưa lớp rồi chị mới dậy. Lúc đó mẹ chồng đã cho các cháu ăn xong và chị chỉ việc đưa con đến lớp thế là xong. Đưa con đi lớp về, là chị lại về nhà đóng cửa lại nằm chơi điện thoại. Ở nhà mà lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Mấy hôm nay, có tôi ở nhà nấu cơm, nên chị cũng không nấu cơm ở nhà, mà mấy mẹ con sang nhà tôi cùng ăn cho vui. Tôi đi ngủ, chồng tôi ôm tôi rồi bảo. Mẹ Hiền tuy không phải là mẹ ruột của anh thật, nhưng mẹ rất tốt và thương anh. Từ ngày mẹ về đây, sáng nào mẹ cũng dậy nấu cơm cho anh và các cháu đây. Nên em phải thương mẹ nhá, đừng như hai chị dâu là anh buồn lắm đấy. Tôi cười. Em biết rồi, anh không phải dặn đâu, mà hai chị dâu không thương mẹ Hiền à? Chồng tôi thở dài. Anh không tận mắt chứng kiến, vì anh bận suốt, nhưng nghe mấy cô hàng xóm nói là anh cũng đủ hiểu như thế nào rồi. Dạ anh yên tâm, giờ của em đứng về phía mẹ, em sẽ không để mẹ phải tủi thân đâu ạ. Buổi chiều, tôi đang quét sân, thì chị Trà vẫy vẫy. Tâm, vào đây đã. Tôi để chổi đó, rồi vào nhà chị Trà. Thấy chị Liễu đang gọt hoa quả, tôi liền hỏi. Hai chị muốn nói chuyện gì với em phải không ạ? Chị Liễu cười. Thím Tâm rất thông minh nhá.
trưởng phòng CEO có khác. Tôi cười. Chị cứ nói thế, em may mắn đó chị. Thôi, thì mân táo đi. Chị Trà cũng ăn đi. Ăn nhiều vào nhá, em mua nhiều lắm đấy. Rồi chị Trà nói. Thì mới về đây, có gì không biết thì cứ hỏi hai chị, đừng ngại nhá. Dạ vâng ạ. Thế thím thấy mẹ Hiền là người như thế nào? Thím cứ nói thật lòng đi. Dạ mẹ Hiền là người rất chu đáo ạ. Em thấy mẹ là người rất tốt. Chị Liễu liền bĩu môi. Thím mới về, chưa biết hết con người thật của bà ấy thôi. Chứ bà ấy sống giả tạo lắm. Trước lấy bố là vì tham tiền của bố đấy. Chứ bà ấy chả tốt đẹp gì đâu thím ạ. Chị Trà lại nói thêm vào. Đúng đấy, bà ấy sống lỗi lắm. Có gì thím phải cẩn thận, nhất là chuyện tiền nong đấy. Bà ấy tắt mắt lắm. Chị và chị Liễu mất nhiều tiền rồi, nhưng không có bằng chứng, nên không làm gì được bà ấy cả. Chú thím ở chung nhà, nên cẩn thận. Tới kẻo tới lúc mất tiền, lại không biết nghi ngờ ai. Đều là người trong nhà, rắc rối lắm. Lại có chuyện đó nữa hả chị? Ừ, bà ấy cứ tìm cách bòn rút, rồi mang về cho con gái bà ấy đấy. Con gái bà ấy lấy chồng ở gần đây mà. Tôi ngồi im không nói gì thêm nữa. Nói thật tôi ghét những người tắt mắt lắm. Trộm vặt là tôi dị ứng rồi. Chị Trà đưa miếng táo cho tôi. Thím ăn đi. Cùng cảnh chị em dâu với nhau, nên chị mới nhắc nhở cho thím biết thôi. Còn thế nào thì thím phải tự lo. Mà thím đừng kể với chú Thức nhá. Chị không muốn lời qua tiếng lại đâu. Như vậy lại không hay thím ạ. Tôi gật đầu. Vâng, em hiểu rồi. Thôi, em ra quét dọn nốt cho xong đây. Hai chị ngồi chơi nhá. Tôi ra quét dọn ở trong. Chị Liễu hỏi chị Trà. Theo chị, nó có nghe theo và về phe chúng ta không chị? Tao cũng không biết. Thế nên giờ tao với mày cần phải tiêm nhiễm vào đầu nó thật nhiều. Để nó thấy ác cảm với bà kia. Để nó về phe của tao và mày. Thế mới tống cổ bà kia đi được. Mày hiểu không? Nghe hai chị nói về mẹ chồng như thế, nói thật là tôi cũng hoang mang lắm. Nếu mẹ chồng tôi tồi tệ như những lời hai chị nói thì đúng là buồn thật. Nhưng tôi lại nghĩ, sao không thấy chồng tôi nói gì về mấy chuyện đó? Tôi sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện, chứ tôi không nghe qua lời người khác nói đâu. Ngày hôm sau, tôi xin phép mẹ chồng cho tôi về nhà mẹ đẻ chơi một hôm. Mẹ chồng tôi đồng ý ngay. Trước khi đi, tôi để ví tiền ở trên bàn trang điểm. Trong ví có 3 triệu tiền mặt, cả lẻ cả chẵn. Tôi để lẫn lộn với nhau. Tôi cố tình để đó, để xem có bị mất không. Rồi tôi đi sang nhà mẹ đẻ chơi đến chiều mới về. Chiều tôi về, mẹ chồng đã nấu cơm xong. Tôi đi lên phòng, vẫn thấy cái ví ở trên mặt bàn. Nhưng khi mở ra, thì bị mất 1 triệu. Rõ ràng lúc sáng, tôi đếm đi đếm lại là 3 triệu, mà giờ chỉ còn 2 triệu. Chẳng lẽ chị Trà nói đúng, mẹ Hiền lấy trộm tiền của tôi thật sao? Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn và có chút thất vọng. Tôi đi xuống nhà mẹ chồng tôi đang gọt hoa quả ở bàn ăn. Con gọi cho thằng Thức xem, hôm nay có được về sớm không con? Để mẹ xào thịt trâu, nó thích ăn thịt trâu xào rau muống lắm đấy. Con vừa gọi anh ấy đang về ạ. Thế để mẹ đi xào thịt. Tôi thấy hơi ngại, nhưng tôi vẫn hỏi. Hôm nay có ai sang nhà mình không mẹ? Mẹ chồng tôi lắc đầu. Không có, không có ai đến nhà mình cả. Có chuyện gì à con? Tôi lắc đầu. Dạ cũng không có gì thưa mẹ. Mẹ chồng tôi đi xào thịt. Tôi ngồi đó suy nghĩ linh tinh. 1 triệu cũng không đáng gì đâu. Nhưng mà điều quan trọng là ở niềm tin. Sống chung nhà mà mất niềm tin thì buồn lắm. Tôi cũng không nói với chồng tôi chuyện mất tiền. Tôi nghĩ mình phải chứng kiến tận mắt thì mới tin được. Nên tôi quyết định tôi thử thêm vài lần nữa để xem người lấy tiền của tôi là ai. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục để ví tiền tơ hơ ở dưới phòng khách và đi lên phòng nằm nghe ngóng tình hình. Nếu tới chiều mà không có ai đến chơi mà tôi kiểm tiền vẫn bị mất, thì khả năng mẹ Hiền lấy trộm tiền của tôi là rất cao. Vì ở nhà chỉ có tôi và mẹ, còn chị Liễu và chị Trà không thấy thò mặt sang. Đang nằm thì tôi nghe tiếng động. Tôi liền dậy và lần mò ra phía cầu thang ngó xuống dưới nhà, thì thấy mẹ Hiền của tôi đang lau nhà.
Bà lau đến chỗ ghế sofa, có chiếc ghế của tôi, thì bà lẩm bẩm. Cái con bé này, quên ví tiền ở đây rồi. Thế là bà cầm ví và mang lên phòng cho tôi. Tôi thấy vậy liền chạy vào phòng, nằm chùm chăn giả vờ ngủ. Mẹ chồng tôi tưởng tôi ngủ, nên nhẹ nhàng đi vào, để cái ví của tôi lên bàn trang điểm, rồi nhẹ nhàng đi ra, sợ tôi tỉnh giấc. Bà đi ra rồi tôi mới mở ví ra và đếm, thì vẫn đủ tiền, không bị trộm. Ủa, vậy là sao nhỉ? Lần trước để ví ở trên phòng thì mất, mà lần này để ở phòng khách lại không bị mất. Vậy là tôi thất bại. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục thả mồi bắt trộm. Lần này tôi chơi lớn luôn. Tôi lấy 10 triệu ra, tôi đút trong túi áo và đi xuống nhà. Mẹ chồng tôi mua dưa hấu và na, nên gọi cả chị Trà và chị Liễu sang ăn cùng. Đang ngồi ăn hoa quả, thì tôi dở tiền ra đếm trước mặt mẹ chồng và hai chị dâu. Chị Trà suýt xoa. Thím Tâm đại gia nhỉ, chú thím là giàu nhất nhà mình rồi đấy. Tôi liền cười rất tươi. Dạ vâng, nhiều khoản thu nhập quá, nên nhiều khi mỗi chỗ một ít, nên em chẳng kiểm soát được ấy. Chị Liễu nói đẻo tôi. Đúng là đại gia có bao nhiêu tiền mà không kiểm soát được. Có cần chị kiểm soát hộ không? Có khi em phải nhờ chị kiểm soát hộ ấy chứ. Mẹ chồng tôi liền bảo. Nếu không kiểm soát được, thì con cứ ghi vào một quyển sổ những khoản tiền mà con kiếm được, rồi đến hết tháng, cộng tổng lại cho dễ con ạ. Mẹ chồng tôi thật thà quá mức. Tôi đang nói đẻo hai chị dâu mà mẹ chả biết gì, lại còn bảo tôi ghi từng khoản vào sổ cơ. Bà đáng yêu quá ấy. Sau đó để vai diễn thêm hợp lý, tôi lên phòng lấy hết tiền trong tủ ra, cho vào cái túi, rồi mang xuống nhờ hai chị dâu đếm hộ. Thấy tôi nhiều tiền quá, hai chị dâu của tôi hoa hết cả mắt. Mẹ chồng tôi không dành mấy chuyện tiền nong, nên mẹ đi ra ngoài dọn dẹp. Tôi giả vờ đau lưng, nằm lên ghế chơi điện thoại để cho hai chị đếm hộ. Vì chỗ đó là 52 triệu, tôi đã đếm trước đó rồi. Bây giờ tôi chỉ thử lòng hai chị mà thôi. Tôi thấy hai chị cứ liếc mắt nhìn nhau đầy mờ ám. Chắc chị Trà đang nghĩ, tôi đầu óc có vấn đề, tiền mà không biết đếm cho mà xem. Đếm xong tiền cho tôi, hai chị báo. Tổng là 46 triệu thím ạ. Ô, thế là bốc hơi mất 6 triệu của tôi à? Tôi giả vờ ngây ngô. 46 triệu thôi à chị? Thế mà chú lúc sếp đưa em, lại bảo chỗ đó là hơn 50 triệu. Cái bà chị này, đếm kiểu gì không biết, để em gọi nói cho bà ý một trận mới được. Thế tôi nói vậy, là hai chị dâu bắt đầu thấy lo lắng. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị sếp, và mở loa ngoài cho hai chị dâu nghe cùng luôn. Alo. Chị Lan đấy à? Sao chị bảo với em là 52 triệu mà giờ hai chị dâu của em đếm đi đếm lại mà chỉ có 46 triệu là sao ạ? Chị không biết đếm tiền à? Chị sếp của tôi gào lên. Ồ cái con dở người này, đủ 52 triệu nhá. Chị lại không biết đếm tiền thì chị làm sao làm sếp của em được? Tôi vẫn giả vờ cãi gân cổ lên. Hai chị của em vẫn đang ngồi đếm đây mà. Chị đếm nhầm rồi ý. Mau thu xếp trả em thêm 6 triệu đi. Chuyển khoản trả luôn đi. Lớn rồi, còn làm ăn cái trò mèo thế nữa. Giết rồi ai chơi. Chị sếp của tôi tức quá hét lên. Chị nói là đủ 52 triệu là đủ 52 triệu. Em làm việc cùng chị mấy năm rồi mà. Giờ lại nói chị như vậy. Hôm nào tới đây thì biết tay chị. Có khi hai bà chị dâu của em đếm nhầm ý. Bảo họ đếm lại đi. Hay họ rút trộm của em rồi? Vì tôi bật loa ngoài, nên hai chị dâu của tôi nghe thấy hết. Họ sượng mặt. Chị Trà liền cho tay vào túi moi 6 triệu vừa nãy giấu trộm ra và cười nói. Ui, có khi là chị đếm nhầm thật đi. Để chị đếm lại lần nữa nhá. Tôi biết tổng là chị Trà giấu tiền của tôi. Chắc chị ấy nghĩ đầu óc tôi có vấn đề, nên tính trộm của tôi 6 triệu. Nhưng thất bại. Chị Trà đếm xong cười hề hề. Đủ 52 triệu em ạ. Vừa nãy chị đếm nhầm đấy. Chết thật, dạo này đầu óc chị cũng hay lẩn thẩn lắm. Mới 32 tuổi, mà như bà già rồi ý. Chị Liễu liền nói đỡ cho chị Trà. Ai mà chẳng có những lúc nhầm lẫn. Em đây có mấy chục triệu tiền thịt lợn, mà em còn nhầm lẫn, nói chi là mấy chục triệu. Tôi cười cười. Dạ vâng, ai mà chẳng có những lúc nhầm lẫn hả chị?
May quá đủ rồi, không em lại tưởng chị sếp rút trộm của em. Mà chị em chơi với nhau thì lại không khó nghĩ lắm. Mà trên đời, em ghét nhất những người có tính trộm vặt. Không đi làm kiếm tiền, chỉ vì người ta sơ hở là trộm của người ta. Sống mà cứ phải đề phòng nhau là mệt mỏi lắm. Hai chị thì em nói có đúng không ạ? Chị Trà mặt sầm lại. Tôi nói trúng tim đen của chị mà. Chị Liễu thì cười gượng. Ừ, em nói cũng đúng. Đúng quá ấy chứ. Thôi, em cảm ơn hai chị đã đến hộ em nha. Thôi, em mang tiền lên phòng cất đây ạ. Chị Trà ấp úng. Ừ, em mang lên cất đi. Tôi ra đến chỗ cầu thang thì gặp mẹ chồng tôi. Bà hỏi. Đếm xong rồi à, có đủ không con? Dạ đủ mẹ ạ. Tiền nong là phải cẩn thận nha con. Dạ thưa mẹ. Tôi mang tiền lên phòng cười thầm. Hai bà chị làm sao mà qua mặt được tôi? Tính trộm của tôi 6 triệu à? Không dễ như vậy đâu nhá. Tôi còn ở đây thì hai bà chị cứ xác định đi. Thích kiểu gì tôi chiều kiểu đấy. Chị Trà và chị Liễu đi về. Chị Liễu hỏi. Này, chị nghĩ nó có ngây ngô thật không? Em thấy nghi nghi đấy. Chị Trà lắc đầu. Tao cũng không biết nữa. Nó cái kiểu gì ý, tao không đoán được. Nhưng nó không phải dạng vừa đâu. Nó là một đối thủ đáng gờm đấy. Đừng có coi thường nó. Chị Liễu gãi đầu. Thế theo chị, cái vụ 1 triệu kia, nó có nghi ngờ gì chị em mình không? Chị Trà suy nghĩ một lúc rồi bảo. Hay là trả lại nó 1 triệu đó vậy? Chứ không may nó biết thù rắc rối lắm. Cái con này, nó nói thẳng mặt luôn đấy. Rồi lại không biết để mặt vào đâu. Chị Liễu gật đầu. Em cũng nghĩ thế chị ạ. À. Tính nó hâm hâm dở dở, không biết đằng nào mà lần chị nhỉ. Hai chị dâu của tôi thấy khó ăn quá, nên quyết định trả lại 1 triệu cho tôi. Chị Trà cầm tiền sang nhà tôi chơi, ngồi ở phòng khách, rồi để tiền dưới gầm bàn, rồi đi về nhà luôn. Mẹ chồng tôi quét nhà, thấy dưới gầm bàn có 2 tờ 500, thì bà nhặt lên rồi lẩm bẩm. Cái con bé Tâm này, đầu óc chảnh mảng thật, ví tiền cũng để quên, rồi tiền cũng vứt lung tung. Mình suốt ngày chỉ đi nhặt tiền và cất cho nó thôi. Mẹ tôi cầm tiền lên và bảo. Con làm rớt tiền dưới nhà phải không? Ơ, con có làm rớt đâu nhỉ? Thế 1 triệu này ở dưới gầm bàn là sao? Chỉ có tiền của con chứ tiền của ai nữa? Đếm lại tiền xem, có phải thiếu 1 triệu không nào? Tôi nhớ ra 1 triệu hôm trước bị mất, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là tại sao tiền nó lại ở dưới gầm bàn nữa. Tài thật đấy. Đến ngày tôi đi làm, tôi dậy sớm để nấu cơm giúp mẹ, để mẹ tôi không phải dậy sớm nữa. Như mọi khi là mẹ tôi nấu xong, mẹ tôi sang gọi mẹ con chị Trà về ăn, rồi đưa nhau đi lớp. Bát cũng không phải rửa, cứ để đó phần cho mẹ tôi. Nhưng từ bây giờ, tôi là người nấu cơm thay mẹ chồng. Nhưng tôi dở hơi ở chỗ là nấu cơm chín, nhưng tôi chả sang gọi mẹ con chị ấy đâu. Cứ để mẹ con chị ấy tự dậy lúc nào thì dậy. Nên tới giờ đi lớp, hai mẹ con chị ấy mới cuống cuồng dậy. Chị Trà nhìn đồng hồ, đã đến giờ, vội vàng thay quần áo cho con, vừa thay vừa gắt gỏng. Hôm nay sao bà ấy lại không sang gọi mình dậy ăn sáng nhỉ? Làm mình ngủ quên muộn giờ mất thôi. Rồi chị vội vàng quay xe chở con đi học, tôi dọn cơm gọi với ra. Chị và cháu ăn cơm xong thì đi ạ. À? Chị Trà gắt lên. Muộn rồi, ăn uống cái gì nữa? Mẹ làm cái gì mà không thèm sang gọi chứ? Tôi thản nhiên nói. Mẹ mệt rồi, nên từ giờ em nấu cơm thay mẹ. Chị biết giờ giấc con đi học, thì chị phải đặt báo thức, rồi gọi con dậy. Ăn uống rồi đi học, mình phải chủ động chứ. Ai lại cứ trông chờ ỷ lại việc người khác thế? Chị Trà tức lắm, nhưng vì vội đưa con đi học, nên vội phóng đi luôn. Mẹ chồng tôi ở trong phòng đi xa. Ôi thôi chết, mẹ quên không gọi hai mẹ con nhà nó rồi. Mẹ bảo dậy, mà lại nằm ngủ quên mất. Tôi nói thẳng luôn quan điểm của tôi. Mẹ không cần phải làm thế đâu ạ. Chị ấy có phải làm cái gì đâu. Có mỗi việc đưa đón con mà cũng không làm xong. Thì còn làm được gì? Quen ỷ lại vào người khác rồi mà. Nhưng mà nó sẽ trách mẹ đấy. Chị ấy không có quyền trách móc mẹ gì cả. Có mỗi việc đặt báo thức, rồi gọi con dậy cho ăn sáng mà cũng không làm được. Thì chị ấy làm được cái gì? Nghe tôi nói vậy, nhưng mẹ chồng tôi vẫn thấy lo lắng. Và mẹ tôi nói đúng,
đưa con đi lớp về. Chị Trà để xe ở sân, hầm hầm đi vào nhà tôi. Tôi liền nói, chị Trà ngồi xuống ăn sáng cùng em luôn nhá. Tôi không ăn. Rồi chị tới gần chỗ mẹ chồng tôi, mặt sưng xỉa. Sao hôm nay mẹ không gọi con dậy? Để chút nữa là con bé muộn học, còn làm nó không kịp ăn sáng, uống mỗi một hộp sữa rồi đi lớp đấy. Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng giải thích. Mẹ tính dậy rồi, nhưng rồi mẹ lại ngủ quên mất. Để mai mẹ dậy mẹ gọi nhá. Thôi con ra ngồi ăn sáng đi. Chị Trà gắt lên. Con không nuốt được. Có mỗi việc đó mà mẹ cũng không làm được. Hay bây giờ có mới nơi cũ phải không? Tôi liền nói. Ô, thế giờ giấc của mẹ con chị phụ thuộc vào mẹ chồng á? Chị cũng là mẹ. Sao chị không chủ động đặt báo thức rồi gọi con mình dậy? Sao chị cứ thích phụ thuộc vào người khác thế hả chị? Không phải việc của thím. Thím đừng có xía mõm vào. Tôi đang nói chuyện với mẹ Hiền, sư không nói chuyện với thím, nên thím ngồi im đi. Nhìn thái độ gắt gỏng đá thúng đụng nia của chị, tôi bực quá. Từ giờ trở đi, chị tự gọi con chị dậy, cho nó sang ăn sáng rồi đi lớp. Mẹ sẽ không sang gọi nữa. Đã nấu cơm cho ăn sẵn rồi, lại phải lo gọi dậy nữa. Mà em nói luôn nhá, từ giờ em nấu cơm thay mẹ đấy. Em sẽ không sang gọi, nên chị tự giác giùm em đi. Chị Trà tức quá, sưng mày luôn. Mày thái độ gì đây? Mới chân ướt chân ráo về đây mà đã lên mặt dạy đời người khác rồi. Mày muốn làm bà chủ của cái nhà này ư? Chị muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, em không quan tâm. À, con này mày giỏi đấy. Giờ mày vào hùa với bà ấy đúng không? Mày nhớ mặt tao đấy. Tao không để yên cho mày đâu. Mày cứ chờ xem. Được rồi, em sẽ chờ mà. Thấy tôi và chị Trà cãi nhau, mẹ chồng tôi sợ lắm. Bà cứ kéo tay tôi. Con ơi, thôi mẹ xin con đấy, đừng cãi nhau với chị nữa. Tôi liền nói. Hiền quá, để chị ấy lên nước bắt nạt mình đó mẹ à. Từ giờ, con nói rồi, mẹ không phải sợ chị ấy nữa nhá. Lúc sáng, tôi và chị Trà vừa cãi nhau xong, thì đến chiều, chị Trà đã đi rêu rao tôi khắp cả xóm. Chị rêu rao rằng, tôi quái thai, tôi ghê gớm, mới về được vài ngày, đã về phe với mẹ chồng, kiếm chuyện rồi chửi chị ấy, rằng tôi là thím mà nhỏ mọn kiệt sỉ, tiếc cháu bát cơm nguội. Người ta kể đến tai mẹ chồng tôi, nhưng mẹ chồng tôi sợ tôi và chị lại kiếm chuyện với nhau, nên tôi đi làm về, mẹ tôi không nói gì cả. Mẹ chồng tôi giỏi nhịn lắm, chính vì thế mà bà mới luôn bị hai cô con dâu bắt nạt. Hôm trước vừa cãi nhau, thì hôm sau lại tới lượt chị Liễu. Chị Liễu bán thịt lợn, nên nhà tôi đều ăn thịt mà chị ấy mang về. Mà khổ nỗi, chị ấy đều mang thịt ôi về nhà. Mẹ chồng tôi vẫn trả đủ tiền, thậm chí giá đắt hơn chị bán ngoài chợ cho người ngoài nữa. Tôi mở tủ lạnh ra, cứ thấy mùi thiêu thối bốc ra. Tôi mới ghé mũi vào ngửi và thấy mùi bốc ra từ túi thịt lợn. Tôi mới lôi túi thịt ra ngoài rồi hỏi mẹ chồng. Mẹ mới mua túi thịt này ạ? Mẹ không, thịt nhà mình ăn là thịt chị Liễu mang về con ạ. Chị ấy bán thịt lợn, nên mẹ có mua thịt ở ngoài bao giờ đâu. Thế túi thịt này từ khi nào mà hôm qua con không thấy nhỉ? Lúc sáng sớm, chị Liễu con để vào đấy. Mẹ còn chưa kịp trả tiền thì nó đã vội đi rồi. Thế là tôi hiểu rồi. Thịt lợn hôm qua ế, nên hôm nay chị bán lại cho nhà tôi mà. Bảo sao mùi kinh thế? Tôi để nguyên túi thịt đó trong tủ, rồi đi mua đồ ăn khác và dặn mẹ chồng cứ để đó. Chiều tôi về, tôi sẽ trả tiền cho chị Liễu sau. Mẹ tôi gật đầu, vì bà cũng chưa biết xử lý túi thịt ôi thối đó thế nào nữa. Đến 5 giờ chiều, tôi đi làm về, thì thấy chị Trà và chị Liễu ngồi ở thềm nhà, cười với nhau hả hê lắm. Chị Trà vừa cười vừa kể. Tao đi bêu rêu nó khắp cả xóm rồi, cho nó nổi tiếng luôn, cùng mẹ chồng nó luôn. Vui lắm mày ạ. Chị Liễu thấy tôi về thì nháy nháy chị Trà. Thôi thôi, nó về rồi kìa. Chị Trà im không nói gì nữa. Tôi chào. Hai chị đang ngồi nói chuyện gì mà vui thế ạ? Chị Trà đá đẻo. À, cũng không có gì. Tại có đứa nó thích nổi tiếng thì mà. Nếu nó thích thì mình giúp nó nổi tiếng thôi. Chị Liễu gật gù. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi cười đáp lại. Vâng chị, nhưng mà cứ thích xỉa xói vào chuyện của người khác,
không hay ho gì đâu chị ạ. Gặp đứa hiền thì không sao, mà gặp phải đứa nó quái thai là nó cho vỡ mồm đó chị. Em chả dạy gì mà dây vào mấy cái việc không liên quan tới mình đâu. Chị Trà nhếch mép cười. Nhưng tại nó thích nổi tiếng mà, mình chỉ giúp nó nổi thôi, là mình giúp nó mà thím. Tôi cười. Giúp cái kiểu bơm kích, rồi thêm bớt nhiều thứ vào đó hả chị? Nếu em mà là người nổi tiếng, thì mấy cái người nói xấu sau lưng em á, vỡ mồm đấy. Chị Liễu ngồi im không nói gì, nhưng chị Trà thì có vẻ không biết sợ là gì cả. Chị còn nói mỉa mai tôi. Kinh! Thím Tâm đầu gấu như dân xã hội nhỉ? Thím làm chị sợ sợ rồi đấy. Em không những làm đầu gấu, mà em còn quái thai nữa đó chị. Ai mà chơi xấu em á, là chết với em đấy. Rồi tôi lấy tiền ra hỏi chị Liễu. Em gửi chị tiền thịt ạ. Chị Liễu đon đả. Của thím 2 cân thịt ba chỉ ngon, 340.000. Vâng, em gửi chị đây. Mà lần sau thì chị để thịt tươi ngon hộ em nhá. Sáng em mở tủ lạnh, mà thịt thối không chịu được. Thịt ế từ hôm qua hả chị? Chị Liễu tròn mắt. Thịt ế đâu mà ế, tươi giói giói mà. Thế chị chờ em một tí. Tôi vào mang túi thịt bốc mùi ra. Đây chị, thối không chịu được. Thịt này mà ăn là bệnh chết luôn đấy. Mình lớn rồi, sức đề kháng tốt. Còn đỡ chứ trẻ con bụng dạ non nớt. Ăn phải thì nguy hiểm lắm chị ạ. Chị Liễu ngài cúi gầm mặt xuống. Chị Trà thì vạch túi thịt ra, rồi bịt mũi lại. Thịt thiêu thối rồi Liễu ạ. Còn nhà tao với nhà mày đều ăn cơm bên đó. Thế mà mày để thịt thối thế này á? Chị Liễu ngửi ngửi. Em có thấy gì đâu. Chỉ cần luộc qua nước sôi là lại ngon lành thôi mà. Tôi lắc đầu. Thôi, em gửi lại chị túi thịt. Lần sau chị không cần để thịt lại đâu. Em đi làm, tiện đường em mua luôn. Chứ người nhà mà bán thịt kiểu này thì ai dám ăn hả chị? Chị Liễu còn bày đặt dỗi. Không lấy thịt nữa thì thôi vậy. Ra chợ mà mua xem thịt có ngon hơn không. Tôi chả nói gì đi về nhà. Chị Liễu bảo chị Trà. Chị mang luộc qua, rồi thái mà rang, vẫn ngon mà. Nó cứ làm quá lên. Chị Trà trừng mắt lên. Thối rồi, mà mày bảo là không sao. Mày thấy ngon thì mày mang về mà ăn. Chắc từ giờ, tao không dám để con ăn bên nhà bà Hiền nữa mất. Cứ thịt ế là mày mang về như thế này. Ăn vào ủ bệnh rồi chết mất thôi. Chị Liễu tiếc rẻ, mang túi thịt về luộc. Thì nửa đêm đau bụng quá, không chịu nổi. Mới sang gọi chị Trà dậy, đưa đi viện. Chị Trà đang ngủ, bị dựng dậy điên quá chửi om sòm lên. Rõ là khổ. Tôi đã cảnh cáo trước rồi, nhưng chị đâu có nghe. Từ hôm sau, tôi đi chợ mua thịt vừa tươi ngon lại rẻ. Có 120.000 một cân. Mà từ trước tới giờ, chị Liễu đều lấy 170.000 một cân. Xong lại toàn thịt ế, thiêu thối ra. Tính tôi vốn thẳng thắn, nên không vừa mắt. Là tôi nói ngay, nên thành ra tôi không ưa chị Trà và chị Liễu. Mặc dù ở trong nhà, nhưng mà chị Trà không bao giờ đi chợ mua thức ăn cả. Hôm nào mà chị đi nấu cơm, là ý rằng chị sang nhà tôi xin rau, xin khoanh cá. Có gì là chị xin cái đó. Xin cá về rán, nhưng không có dầu rán, thì chị lại sai con bé con mang bát sang xin dầu rán. Nói chung là chị không muốn bỏ một đồng nào ra cả. Còn hôm nào chị mải trên điện thoại, chưa sang kịp, là tôi đun nấu hết, thì chị lại chơi cái bài xui con gái sang nhà tôi, xin canh xin thức ăn. Chiều nay tôi nấu cơm xong hết rồi, chồng tôi mới về, nên tôi dọn cơm ra, thì con bé nhà chị bê bát ô tô sang. Thím Tâm ơi, con xin ít thịt kho và một bát cơm ạ. Tôi liền hỏi, con đói bụng phải không? Ngồi xuống ăn cùng nhà thím luôn. Con muốn xin mang về nhà ăn ạ. Tôi cười bảo, nếu con ở đây ăn thì được, còn xin mang về thì không được, vì hôm nay thím nấu hơi ít. Thôi ngồi xuống ăn đi, thím nói phải nghe chứ. Mẹ chồng tôi dỗ nó thế nào là nó ở lại ăn cơm. Nó là trẻ con thì tôi không tiếc, chứ mẹ nó lười làm thì tôi không muốn cho. Tôi cho nó ăn no bụng, tráng miệng dưa hấu to rồi về. Nó chạy về nhà thì mẹ nó hỏi, thế sao không về, cơm thịt đâu? Thím bảo con ở bên đó ăn luôn, ăn hết rồi không còn để xin mang về đâu mẹ ạ. Chị Trà bụng đói sôi ủng ủng. Mẹ bảo xin cơm về cho mẹ xong, con sang đó ăn sau mà. Sao con không nghe mẹ hả?
Thím nói là hết rồi, không có mang về cho mẹ đâu ạ. Thím bảo mẹ tự nấu mà đi ăn, lười quen thân. Chị Trà tức lắm, nhưng không làm gì được. Miếng ăn là miếng nhục mà, chưa quen ăn sẵn rồi. Tiền chồng gửi về là cất hết vào két, chả muốn bỏ ra đồng nào. Lúc nào cũng tính bòn rút của người xung quanh. Nhưng bây giờ, tôi về đây rồi, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Rồi từ đó chị lại rêu rao tôi với cái tên mới. Tâm quái thai, tâm ghê gớm, tâm không coi ai ra gì, vân vân và vân vân. Nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Phía trước còn những chuyện kinh khủng hơn nhiều. Chồng tôi đi công tác một tuần, nên tôi bàn với mẹ chồng là không nấu cơm ở nhà nữa, mà hai mẹ con sẽ ra ngoài ăn. Tôi mới lại chốt được khách VIP, nên thưởng nóng 100 triệu, nên tôi bảo mẹ chồng cứ xóa đi, sao phải xoắn. Thế là sáng ra tôi chở mẹ chồng đi ăn sáng, rồi đưa mẹ vào quán cà phê ngồi, bảo mẹ cứ nhâm nhi cà phê sáng, đến 9-10 giờ thì về nhà. Tới chiều tôi làm về, tôi lại chở mẹ đi ăn, rồi đưa mẹ sang nhà mẹ đẻ tôi chơi, 7-8 giờ tối mới về tắm giặt, rồi đi ngủ, chả nấu cơm nước gì hết. Chị Trà có vẻ sốt ruột lắm. Sáng phải dậy sớm đưa con gái đi ăn sáng, rồi đưa đi lớp. Tới chiều lại ngó nghiêng sang nhà tôi, xem mẹ chồng tôi có nấu ăn cơm hay không. Nhưng không thấy, chị lại thất vọng đi về nhà. Chị nói với con gái. Ở bên nhà bà Hiền, không nấu cơm, mà mẹ lười đi chợ quá, con ăn tạm gói mì nhá. Tối qua cũng ăn mì gói rồi mà mẹ, con thèm ăn cơm mẹ à. Không còn cách nào, chị Trà đành phải phi xe đi tìm quán cơm bụi để mua cơm về hai mẹ con ăn với nhau. Vì thấy mẹ chồng tôi rảnh rỗi, nên tôi đăng ký lớp tập yoga cho mẹ về ban ngày. Mẹ rảnh mới đi tập, vừa khỏe người, vừa không phải ở nhà làm ô xin cho hai chị dâu. Thế là hợp lý nhất. Chị Trà và chị Liễu thấy tôi và mẹ chồng thân nhau, thì tức lắm, nhân tiền thưởng về. Tôi lại đưa mẹ chồng đi siêu thị mua quần áo, đều là đồ hiệu xịn sò. Chị Trà và chị Liễu có vẻ không vui. Thấy tôi và mẹ chồng về tới, là hai chị đi sang hóng hớt. Chị Trà nhìn túi đồ to thì hỏi. Mẹ và thím mua nhiều thế, mặc sao hết, lại để phí ra. Chị Liễu nhìn túi đựng đồ thốt lên. Toàn đồ hiệu, đẹp thế, thím tâm đại gia thế. Tôi cười. Cũng có mấy đâu ạ, vài bộ quần áo thôi mà, đại gia gì đâu ạ. Hai chị đi về nhà hậm hực với nhau. Bà Hiền thế mà lại may, gặp được con tâm đại gia nhỉ. Lâu lắm rồi, chả ai mua đồ cho tao. Thôi về ngủ đi, chị có tiền mà. Thích thì chị tự đi mà mua, trông chờ vào ai nữa. Rồi chuyện không may đã ập tới. Chồng tôi bị tai nạn khi làm nhiệm vụ, bị thương ở chân. Cũng may là bị nhẹ, nhưng không đi làm được, nên chồng tôi được ở nhà dưỡng sức. Chuyện cũng không có gì to tát cả. Ở nhà đã có mẹ tôi cơm nước, nên tôi yên tâm đi làm việc. Nhưng từ khi tôi không nấu cơm cho mẹ con chị Trà ăn trực nữa, thì chị ấy lại rủ em gái chị ấy đến ở cùng. Em gái chị ấy đi học ở gần nhà tôi, nhà đẻ chị Trà ở dưới quê, nên chị ấy rủ em gái về ở cùng cho đỡ tốn tiền nhà trọ. Vì chồng chị ấy đi nước ngoài, nên cũng không có bất tiện gì cả. Rồi em gái chị nấu cơm nước dọn dẹp giặt giũ, rồi dạy cháu học bài. Thành ra chị Trà lại nhàn rỗi quá. Em gái chị Trà tên là My, 20 tuổi. My nhỏ người có duyên, lại rất chịu khó không lười như chị Trà. Người ngoài sẽ không thể tin được, My và chị Trà là hai chị em ruột. Tôi đi làm, ở nhà My vẫn hay sang nhà tôi, xem mẹ tôi làm gì là My làm hụ, như là quét nhà lau nhà, quét sân quét cổng sạch bóng. My nấu cơm xong là My lại sang nhà tôi xem mẹ chồng tôi nấu xong chưa. Nếu chưa là lập tức My nấu hộ ngay. Mẹ chồng tôi cứ không tin. My là em gái ruột của chị Trà. Bà bảo cái Trà nó lười bao nhiêu thì em gái nó lại chăm chỉ bấy nhiêu. Dần dần, My với mẹ chồng tôi thân thiết như mẹ con vậy. Có gì là mẹ tôi lại mang sang cho My. Và My cũng thế. Cứ đến cuối tuần là My lại về chơi. Rồi sáng thứ hai, My lên. Mang nào là rau, củ, trứng, cá. Đều là đồ ở quê rất sạch và ngon. Rồi My lại chia cho nhà tôi phân nửa, nên My được lòng mẹ chồng tôi lắm. Tôi cũng quý mến và coi My như chị em trong nhà, vì cách nói chuyện của con bé rất nhẹ nhàng và tử tế. Nhưng trong thời gian chồng tôi ở nhà dưỡng sức, thường hay gặp mặt My nên có nhiều chuyện phức tạp xảy ra.
Buổi trưa ăn cơm xong, mẹ chồng tôi thường gọt một đĩa hoa quả để chồng tôi ăn. Hôm đó chân chồng tôi bị đau, nên chồng tôi đi lên phòng nằm. Mẹ chồng tôi thấy My sang, bà liền nói: "My ơi, con bê đĩa táo lên phòng cho anh thức hộ bác với. Bác đang dọn dẹp giỏ tay." My vui vẻ trả lời: "Dạ vâng, bác cứ để con ạ." My bê đĩa táo lên đến cửa. Ở trong phòng, Thức đang thay áo. Anh mặc áo sơ mi trắng để bạn anh tới chở đi uống nước. My cứ đứng ngây người nhìn Thức. Ở góc nhìn nghiêng, My thấy Thức đẹp trai đến lạ lùng. Vẻ đẹp đó khiến tim My đập mạnh. Thức quay ra: "My đấy à?" My giật mình luống cuống: "À dạ, em bê đĩa táo lên ạ." Thức cười nở nụ cười hút hồn khiến My càng đập mạnh hơn. "Anh phải ra ngoài bây giờ, em mang xuống ăn cùng mẹ anh nhá." Thức đi rồi mà My vẫn đứng ngây người ra đó. Đẹp trai quá. Thức đi xuống nhà chào mẹ rồi đi ra cổng. Mẹ tôi không thấy My xuống mà gọi mấy câu, không thấy My trả lời nên bà đi lên xem My đang làm gì mà bà gọi không được. Bà đi lên thì thấy My vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở cửa phòng. "My, My, sao con đứng ngây ra thế?" My vẫn không nghe thấy gì. Đến lúc mẹ chồng tôi vỗ tay vào người thì My mới bừng tỉnh. "Dạ dạ, sao không xuống nhà mà đứng ngẩn tỏ te ra thế?" "Dạ, tại con đang mải suy nghĩ mấy chuyện linh tinh. Thôi mình xuống nhà thôi bác." My về nhà, lên giường nằm chùm chăn, miên man suy nghĩ. Chị Trà đi chơi về thấy vậy hỏi: "Em mệt đấy à?" "Không ạ." "À, thế sao nằm im thế? Chị tưởng em ốm cơ." "Đẹp trai thật đấy chị ạ." À, chị Trà trố mắt lên hỏi: "Ai đẹp trai?" "Anh Thức, đẹp trai lạ lùng." "Này, em đang nghĩ gì trong đầu thế? Nên nhớ chú Thức có vợ rồi đấy, linh tinh vừa thôi nhá." My thở dài: "Tiếc thật đấy, giá mà anh ấy chưa lấy vợ thì hay biết mấy." Chị Trà chửi: "Bố còn điên, mê ai không mê, lại mê đàn ông có vợ, bỏ đi mà làm người em gái ạ." My cười chị: "Xã hội bây giờ văn minh hiện đại lắm chị ạ. Biết đâu mai kia anh Thức ly hôn vợ để yêu em thì sao?" Chị Trà lừa em gái: "Thôi tôi chịu, cứ ở đó mà mơ tưởng đi, đến tai con Tâm á, lại chết với nó ấy." Rồi My nửa đùa nửa thật: "Chị thử nghĩ xem, nếu em làm em dâu chị, thì chị sẽ như thế nào nhỉ?" Chị Trà nghĩ rồi nói: "Thì mọi thứ là của chị em mình hết, rồi mình muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi." Rồi My hỏi lại chị: "Như thế có thích hơn bây giờ không hả chị?" Chị Trà ngẫm thấy cũng đúng, chị em ruột với nhau vẫn hơn người ngoài mà. "Thì tất nhiên là tốt hơn nhiều, nhưng chú Thức đã có vợ là thím Tâm rồi, muộn mất rồi em gái ạ. À, nếu gặp mấy tháng trước thì may ra có cơ hội thay đổi, còn bây giờ chậu đã có hoa rồi." My nói rất thản nhiên: "Hay là em bẻ hoa cướp chậu chị nhỉ?" Chị Trà trố mắt ngạc nhiên: "Em nói cái gì cơ?" "Em nói là hay là em bẻ hoa cướp chậu, chị thấy có hợp lý không? Vì anh Thức chính là mẫu bạn trai mà em thích, đẹp trai lạ lùng và nghề nghiệp ổn định, đó là mơ ước của bất kỳ cô gái nào." Chị Trà khá sốc trước phát ngôn gây sốc của em gái. "Em đang nói thật hay đùa thế My? Em nói thật à?" Chị Trà khá sốc trước những lời My nói. Chị không nghĩ là một đứa em ngoan hiền, ngây thơ trong sáng như My lại có thể nói ra những câu nghe sốc tới như vậy. Không những sốc mà My còn khẳng định cho chị thấy là My đã trưởng thành rồi, hoặc nói cách khác là My đã sống có mục đích và có tham vọng lớn cho cuộc đời mình. Tôi vốn tính hay nhạy cảm, nên chiều nay đi làm về, thấy mẹ tôi đang ngồi xem TV, còn My thì đang nấu cơm giúp mẹ tôi, còn chồng tôi thì mới đi chơi với bạn về, đang tắm ở trên gác. Nhưng điều đáng nói ở đây là My mặc rất mát mẻ, quần sóc bò và áo hai dây, nhìn khúc nào ra khúc nấy, nhìn khá bắt mắt. Tôi thấy không vui, tôi thấy My mặc như vậy là không hợp, vì nhà còn có chồng tôi là đàn ông nữa. My mặc vậy, đàn ông nhìn thấy sẽ thấy thích thú cho mà xem. Mà kể cũng lạ, mọi khi My không mặc mát mẻ như thế, mà hôm nay lại mặc như vậy, sao tự dưng My lại đổi cách ăn mặc như vậy chứ? Nhìn thấy tôi về, thì My đi ra tươi cười nói:
Chị Tâm đã về rồi à? Ừ. Thế chị nấu tiếp nha. Em xin phép về đây ạ. Ừ, em cứ để đó cho chị. Rồi mi đon đả. Con về đây ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Ừ, con về nhá. Mi về rồi, mẹ chồng tôi tấm tắc khen. Con bé này vừa ngoan ngoãn vừa chịu khó. Ăn nói thì dễ nghe. Sau này ai lấy được nó thì sướng cả một đời. Chồng tôi tắm xong đi xuống. Thấy tôi anh tươi cười. Vợ về rồi đấy à? Cơm chín chưa? Anh đói quá rồi. Dạ chín rồi, để em dọn ra ạ. Anh ngồi xuống bàn đi. Đang ngồi ăn cơm, mẹ chồng tôi khen. Cái mì nó kho cá ngon quá các con nhỉ? Tôi gật đầu. Vâng ạ. Con bé khéo quá, lại ăn nói dễ nghe nữa. Công nhận thích thật đấy. Sau này ai lấy nó là sướng nhất nha. Chồng tôi liền nói. Nhiều khi những gì mình thấy lại không phải như thế đâu mẹ à. Phải sống cùng nhau lâu mới hiểu được về nhau. Mà có những người sống cả đời cũng không hiểu hết về nhau ý. Nên mẹ đừng vội tin người quá nhá. Tôi thấy chồng tôi nói câu hay quá. Tôi gật đầu lia lịa. Chồng em nói đúng quá. Triệu like, triệu like. Mẹ chồng tôi vẻ mặt ngạc nhiên. Con nói vậy là sao hả con? Chồng tôi cười. Mẹ hiền lương thiện quá. Thôi con nói thế này cho dễ hiểu nhá. Ví dụ là có rất nhiều người nói xấu mẹ khắp xóm. Và mẹ cũng biết đúng không? Nhưng thực tế mẹ hiền không hề xấu như những lời họ nói. Mẹ đã hiểu chưa? Mẹ hiền lắc đầu. Thế là sao nhỉ? Mẹ không hiểu cho lắm. Con nói rõ ra được không? Tôi liền nói thẳng. Nói thẳng ra là cái mi luôn thể hiện trước mặt chúng ta là nó ngoan hiền như thế. Nhưng chưa chắc nó ngoan hiền như những gì nó thể hiện đâu mẹ ạ. Thế mới nói, nhiều khi những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã đúng sự thật đâu ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Vậy á, mẹ không nghĩ ra chuyện đó đâu. Thôi mình ăn cơm đi không nguội hết. Ăn tối xong, mi đứng ngắm nhìn trước gương. Cô gật đầu hài lòng. Ngực cũng đẹp, mông cũng cong. Cười duyên vậy mà lại chả ế là sao nhỉ? Ông trời ơi bất công quá mà. Chị già vào thấy vậy liền hỏi. Gớm không, hôm nay lại ăn mặc mát mẻ thế. Chị thấy em có đẹp không? Đẹp. Có quyến rũ không? Cũng bình thường, không quyến rũ mấy. Mì xị cái mặt xuống. Thế thì em quyến rũ chồng người ta sao được ạ? Chả cau mày. Mày tính quyến rũ thằng Thức thật đấy á? Thật đấy, không đùa đâu. Chị không tin em sao? Còn Tâm nó ghê lắm đấy. Rồi nó lại đập cho. Tao cản không được đâu. Mì rất tự tin. Chị yên tâm đi. Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Em sẽ khiến anh Thức tống cổ chị ta ra khỏi nhà. Và em sẽ thay chị ta làm vợ anh Thức. Mày tự tin nhỉ? Khéo nó lại đập cho mày vỡ mặt đấy. Ở đó mà quyến rũ chồng nó đâu. Mà trên đời, hết đàn ông rồi hay sao? Mày lại đi thích người đã có vợ vậy. Nhưng mà em thích, em mê, em không thể quên anh ấy được. Mày điên rồi Mi à? Vâng, em đang bị điên tình chị ơi. Chị già không thèm nói nữa. Kệ cho Mi muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến chị là được. Mi lên kế hoạch thật kỹ càng và làm lần lượt từng bước một. Đầu tiên, Mi lấy lòng mẹ hiền và tạo ấn tượng với Thức. Sau đó, Mi tìm Facebook của Thức. Mi gửi lời kết bạn, nhưng Thức không xác nhận. Mặc dù trước đó, Mi đã vào tường của Thức, bão like một lượt. Thấy không có động tĩnh gì, Mi liền chủ động nhắn tin cho Thức. Nhưng Thức không để ý nên không trả lời, vì anh còn bận ôm laptop cày game. Tôi tắm xong lên giường nằm. Chồng tôi mãi chơi game, nên tôi chán quá không có gì chơi. Xem chán điện thoại của tôi không có gì, nên tôi cầm điện thoại của chồng lên xem. Có gì không, thì thấy có tin nhắn chờ của Mi. Tôi mới tò mò mở ra xem, thấy tin nhắn của Mi. Anh Thức ơi, cho em hỏi tí. Tôi đoán ngay là em Mi, em gái của chị Trà. Lướt vào trang cá nhân, thấy Mi đăng những status thả thính kiếm người yêu tùm lum ra đấy. Tôi nghĩ bụng. Ban ngày ban mặt, thì gặp thì không hỏi. Tối về phải đặt nhắn tin. Và thấy bài nào chồng tôi chia sẻ là lại thấy em Mi like. Em ấy kết bạn với chồng tôi, nhưng lại chặn tôi cơ. Thảo nào tôi vào nick của tôi tìm nick của Mi, nhưng không thấy. Ủa sao lạ vậy? Em Mi sợ tôi biết điều gì ư? Hay là muốn la liếm chồng tôi? Tôi vốn đa nghi lắm,
Và tất nhiên, Emmy ở thành danh sách đen của tôi ngay. Tôi cầm điện thoại của chồng trả lời tin nhắn chơi chơi. Là chị Tâm đây, anh Thức đang chơi game nên bảo chị trả lời tin nhắn hộ. Em muốn hỏi chuyện gì thế? My hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó bình tĩnh trả lời và My lái sang vấn đề khác. Có một người bạn trai nhắn tin làm quen với em. Anh ấy nói là làm cảnh sát, nên em muốn hỏi xem anh Thức có biết không thôi ạ. Vậy thôi, có gì mai gặp, em hỏi anh sau chị ngủ ngon nhé. Tôi cười nhích mép, rồi cho em ấy vào danh sách chặn luôn. Chồng tôi vẫn cày game mà không hề biết gì. Mặc dù không biết là em My có ý đồ gì với chồng mình, nhưng vẫn đề phòng cho chắc, đúng không mọi người? Chặn em nó xong, tôi lấy nick Facebook của chồng up cái ảnh tình cảm của hai đứa với status. Em là nắng, anh là gió, người thứ bao xen vào là chó. Tôi nghĩ trong bụng, chỉ cần em My nhấp nhô phát là tôi sẽ đập em My bẹp tép luôn. Lâu lắm rồi, tôi chưa đánh ai nên đang ngứa chân ngứa tay đây. Chồng tôi chơi game xong ra hỏi, thế vợ chưa ngủ à? Vợ ngủ sao được khi không có chồng nằm cạnh? Thế sao vợ không nói để chồng đi ngủ cùng vợ? Thế giờ mình ngủ cùng nhá. Chồng tôi mở điện thoại ra, thấy tôi up ảnh thì cười. Ái chà, vợ anh hôm nay lại vào đăng ảnh cơ. Thế không được à? Được chứ, tại hôm nay chồng thấy vợ hơi lạ thôi. Hai vợ chồng ôm nhau tình cảm lắm. Tôi chợt nghĩ, đang hạnh phúc thế này, yêu thương đong đầy thế này, mà cái xuất hiện người thứ ba thì đau lòng nhỉ. Và tại sao trên đời này, giữa cái xã hội văn minh thế, lại luôn có những người thích làm tiểu tam như vậy? Sau một tuần ở nhà an dưỡng, nhưng chân của chồng tôi vẫn chưa khỏi, nên anh lại phải ở nhà thêm một tuần nữa và bắt đầu thấy chán. Emmy không nhắn tin cho thức được, thì em lại chuyển hướng. Sáng sớm lúc tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi đi làm thì không thấy mặt mũi Emmy đâu cả. Nhưng vừa thấy tôi lái xe ra cổng, là Emmy dậy luôn. Dậy một cái là My đánh răng rửa mặt, chải tóc, rồi tô son cho xinh xắn, rồi cầm chổi ra quét sân. Chị Trà dậy để đưa con gái đi lớp thì giật mình. Ôi trời, mới ngủ dậy mà mày đánh son rồi, đánh son để đi quét sân á? My nhăn nhó. Kệ em đi, em thích thì em đánh son cho xinh gái, thế mà cũng nói. Ừ thì kệ mày, thế ăn gì để tao mua? Thôi, chỉ cứ để lát em đi chợ em mua đồ, chứ cứ đưa con đi lớp, rồi đi ăn sáng luôn đi, còn em thì chị không phải lo đâu. Ừ, kệ mày đấy. Lúc mẹ Hiền dậy thì My đã quét xong. Bác dậy sớm thế, sao bác không ngủ thêm đi ạ? Bác dậy để đi chợ cho sớm, cháu có đi chợ không? Dạ có ạ, vậy hai bác cháu mình cùng đi nhá. Rồi My chở mẹ Hiền đi chợ, mua đồ ăn xong về, My còn nấu phở bò cho Thức và mẹ Hiền ăn nữa. Thức dậy ngửi mùi thơm quá, anh đi xuống nhà. Mẹ ơi, mẹ nấu gì mà thơm thế? My lễ phép. Dạ anh dậy rồi ạ, em đang định lên gọi anh dậy ăn phở bò đấy. Thế mẹ anh đâu rồi? Bác vừa ra đầu ngõ rồi ạ. Chắc bác về ngay đấy, anh ngồi xuống đi. Thức ngồi xuống, My bê tô phở ra, bát phở thơm ngon. Thế cũng không ngon bằng em My, chiếc áo hai dây ngắn, nên hở nhấp nhô một số thứ ra. Anh ăn luôn cho nóng ạ. Thức gật đầu, cảm ơn em nhá. Rồi My đi lấy cho Thức cốc nước mát, My để cốc nước xuống bàn, còn người thì đứng sát vào người Thức. Rồi sau đó, My dựa luôn vào người Thức, Thức đẩy My ra. Anh nóng quá, em đứng ra xa đi. My mới đứng xa một chút. Phở có ăn được không ạ? Ngon lắm, cảm ơn em nhá. Thế ngày mai anh muốn ăn gì để em nấu ạ? Thức lắc đầu. Thôi em cứ kệ anh ăn cơm quen rồi, anh ăn phở không quen. My cười e thẹn. Ăn phở vừa mềm lại ngọt nước, anh không thích à? Thức cười. Mềm thật, ngọt thật, nhưng nhanh đói lắm em ạ, ăn cơm cho chắc dạ thôi. Người gì mà chỉ biết cơm với cơm thế thôi, lâu lâu cũng cần phải đổi món chứ. Giờ phở sọ lắm, nhiều chất bảo quản, nên anh cứ ăn cơm cho nó lành. Thức ăn xong, anh bê bát đi rửa, thì My vội giữ tay Thức. Anh cứ để em rửa cho. Rồi My lại đứng sát vào người Thức, áo thì trễ xuống ngực, hở hết cả da. Thức cau mày lại nói rất nghiêm túc.
Em thay cái áo tử tế vào, ăn mặc vô duyên quá mi ạ. Vị thức nói thẳng vào mặt, mi ngại cúi mặt xuống. Vâng, nhưng mà sao anh khó tính thế? Thế em quên anh là cảnh sát à? Nên tính anh rất nghiêm túc, em đừng quá trớn rồi lại mất vui. Nói xong thức để bát đó rồi đi lên phòng, mi thì hậm hực lẩu bầu. Đúng là người cổ hủ, mình đã khơi ra như thế rồi, mà chỉ biết cơm với cơm thôi. Để xem, anh trốn tránh em được mãi không? Mẹ Hiền ở ngoài đi vào. Cháu lẩm bẩm gì thế hả mi? Mi vội thay đổi sắc mặt luôn, cô ta đon đả. Bác về rồi đi ạ, bác ăn phở luôn cho nóng bác nhá. Thấy thức thái độ lạnh nhạt ra mặt như vậy, mi tức lắm. Nhưng trước mặt bà Hiền, cô ta vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Chỉ còn vài hôm nữa là thức đi làm rồi. Nếu mi không nhanh tay, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Bây giờ thức đang ở nhà dưỡng sức, mà mi còn không dụ được, thì mai kia thức đi làm suốt, mi dụ sao nổi đây. Mi quyết định mua thuốc mê để dụ thức. Sau khi mất 500.000 cho đứa bạn, thì mi cũng mua được thuốc mê. Mi đút trong túi áo và chờ cơ hội ra tay. Sau khi bị mi dụ dỗ, thức có vẻ không hài lòng. Tối nay cả nhà ngồi ăn cơm, thức nói. Mẹ Hiền à, con không thích cái mi ngày nào nó cũng sang đây đâu. Nếu mẹ mệt, thì cứ để vợ con làm, rồi cô ấy về nhà nấu cơm dọn dẹp. Mẹ đừng nhờ mi sang làm hộ nữa nhá. Tại sao vậy con? Con không vừa ý sao? Vâng, con không thích có đứa con gái ăn mặc cứ hớ hênh, rồi ưỡn nẹo ở trong nhà mình. Tính con nghiêm túc, chắc mẹ cũng biết rồi phải không? Mẹ Hiền gật đầu. Thế giờ mẹ không nhỏ nó nữa, tại mẹ thấy nó nhiệt tình quá, nên mẹ không đành lòng nói nó. Tôi nghe chồng tôi nói như vậy, thì tôi tức sôi máu lên. Đúng như tôi nghĩ, tôi đi vắng kiểu gì cô ta cũng ưỡn ẹo trước mặt chồng tôi mà. Cô ta phải quá trớn, thì chồng tôi mới nói vậy, chứ bình thường, chồng tôi đã không nói ra. Tôi bực quá gắt lên. Từ giờ cô ta sang, thì mẹ đuổi cô ta về đi. Nếu mẹ dọn dẹp mệt, thì con thuê giúp việc. Mẹ mà để cô ta sang đây nữa, thì mẹ đừng trách con. Mẹ Hiền bị tôi quát thì ngồi im luôn. Bà ấy hiền lắm, không biết được những chuyện xa xôi đâu. Nên bà bị con mi qua mặt là phải. Tôi tức quá, không nuốt nổi cơm nữa. Tôi đi lên phòng nằm, chồng tôi thấy vậy cũng đi lên theo. Thôi, vợ đừng giận nữa nhá. Anh biết phải làm gì mà vợ, đừng có lo. May mà anh không dễ dụ đấy. Nếu là người khác thì không biết mọi chuyện thế nào rồi. Chồng tôi nháy mắt. Vợ quên anh là cảnh sát à? Vớ vẩn, anh còng tay giải về đồn hết nhá. Tôi ôm lấy chồng. Cảm ơn anh. Mặc dù thức nói vậy, nhưng tôi vẫn không yên tâm đâu. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng, thì thấy em My đang quét sân. Em mặc cái váy ngủ mỏng tang. Tôi đi ra gần em và nói. My, em bao nhiêu tuổi rồi? My hơi ngạc nhiên. Dạ em 20 tuổi ạ. Em lớn bằng từng đó rồi, mà em không biết suy nghĩ à? Chị nói gì em không hiểu. Em nhìn cách em ăn mặc đi, hở hết thế này, thì em mặc làm gì nữa? Sao không cởi chuồng ra luôn cho xong? Ở cái nhà này vẫn còn chồng chị là đàn ông đấy. Hay là hôm qua anh ấy nói em vậy, vẫn chưa đủ làm em thay đổi cách ăn mặc? Có cần chị chụp ảnh, rồi đăng lên Facebook cho em nổi tiếng không? My xấu hổ, nhưng cô ta vẫn trơ mặt ra đó. Hay là em định dụ chồng chị? Coi chừng chị đập cho nát mặt đó nha em. My cãi. Chị nói linh tinh cái gì vậy? Chị đang vu khống cho em đấy. Em nghĩ em có thể qua mặt được chị sao? Đừng để tới lúc chị đập cho răng không còn thì mới biết đó là linh tinh nhá. Chị trà trong nhà đi ra thấy vậy liền nói. Có chuyện gì mà sáng ra đã to tiếng với nhau thế? Tôi nhếch mép cười. Chị thấy em gái chị ăn mặc như con ve ở trong ca thế này mà chị không biết đường nhắc nhở em gái mình sao? Chị trả nghiến răng. Thím nói hơi quá rồi đấy. Thím nói ai ăn mặc như con ve ở trong ca? Chị nhìn thế này mà chị chấp nhận được á? Nếu chị chấp nhận được thì em thua chị rồi đấy. Làm thế nào thì làm, đừng để hàng xóm nó chửi vào mặt chị là không biết đường dạy dỗ em gái nhá. Chị trả tức quá gào lên. Mày im đi. Từ bây giờ, em cấm chỉ em gái chị bước chân sang nhà em. Và chồng em cũng đã nói thẳng rồi đấy.
đừng có mà ưỡn nẹo trước mặt chồng em như thế. Chả khác nào cái con gì đâu đấy. Tôi nói vậy thì chị Trà tức lắm, nhưng còn My thì mặt nó cứ trơ lì ra. Đến lúc tôi đi làm thì ở nhà chị Trà nói với My: "Mày cướp chồng của con Tâm đi, tao cho phép đấy." My ngơ ngác: "Ơ, chị ủng hộ em ư?" "Ừ, mới đầu tao không thích đâu, nhưng giờ tao ủng hộ mày đấy. Mày phá cho con Tâm với chồng nó tan cửa nát nhà luôn đi. Còn khốn khiếp, con ấy nó không coi ai ra gì, nó đáng bị trừng phạt." My nghe chị gái ủng hộ thì mừng lắm. "Nếu chị đã ủng hộ em, thì chị phải giúp em, thì em mới thành công được à?" "Giúp như thế nào đây? Hôm nay chị Liễu không có nhà, chị rủ bà Hiền đi chơi đâu đi. Còn một mình anh Thức ở nhà, thì em mới dễ hoạt động. Chị hiểu ý em nói không?" Chị Trà gật đầu: "Được, tao sẽ rủ bà Hiền đi chơi. Mày ở nhà, tính cho nhanh gọn lẹ vào nhá." My cười tự tin: "Dạ em biết mà." Theo kịch bản của em My, thì chị Trà sẽ rủ mẹ Hiền đi chơi, để My ở nhà rủ anh Thức. Chị Trà sang rủ mẹ Hiền: "Mẹ ơi, mẹ đi siêu thị với con đi." Mẹ Hiền đang lau bếp nói: "Nhưng mẹ còn dọn dẹp nữa, con rủ cái My đi cùng đi." Chị Trà làm bộ buồn rầu: "Con rủ rồi, nhưng nó không đi. Nó ở nhà chờ bạn nó qua lấy đồ. Thôi, mẹ đi cùng con đi mà. Tiện thể, con mua cho con bé mấy bộ quần áo. Quần áo của nó cũ hết cả rồi." Mẹ Hiền gật đầu: "Thế chờ mẹ dọn dẹp xong đã nhá." "Thôi, mẹ đi cùng con. Lát về con phụ mẹ dọn dẹp. Đi mẹ." "Thôi được rồi, vậy chờ mẹ thay quần áo rồi đi." "Dạ." Chị Trà chờ mẹ Hiền đi. Em My bắt đầu sang để thực hiện kế hoạch của mình. Hôm nay em ăn mặc khá kín đáo, quần sóc lửng, áo cộc tay, trang điểm nhẹ nhàng. Em My sang nhà thì Thức vẫn ngủ trên gác. My đi ra bếp cầm cái song ném xuống sàn. Choang một tiếng rõ to, My cố ý đánh động để Thức tỉnh giấc và mở cửa đi ra ngoài. Và Thức tỉnh giấc thật. Anh đánh răng rửa mặt và đi xuống nhà. "Mẹ Hiền ơi!" My cười. "Mẹ với chị Trà đi siêu thị mua đồ rồi anh ạ. Để em hâm nóng thức ăn cho anh nhá." "Thôi, em cứ để anh làm được rồi." "Không được. Bác Hiền dặn em là khi nào anh dậy, phải hâm nóng thức ăn cho anh. Anh ngồi xuống đi." Thức ngại, anh ngồi xuống nghe theo lời My. Anh ngồi ăn, còn My ngồi bên cạnh nói chuyện. "Anh Thức, em xin lỗi anh nhá." "Xin lỗi chuyện gì?" "Em xin lỗi vì đã để anh phải nhắc nhở em về chuyện ăn mặc ý tứ. Từ giờ em sẽ không như vậy nữa đâu ạ." Thức gật đầu. "Ừ, em nghĩ được vậy là tốt. Mình là con gái, nên giữ ý tứ một chút." "Dạ em nhớ rồi ạ." Sau đó, My đi lấy cốc nước lọc và bỏ hai viên thuốc mê vào. Chờ tan hết rồi My bê ra. "Nước mát của anh đây ạ." "Cảm ơn em." My giả vờ đi xa. "Thôi, em về nhà dọn dẹp đây. Anh ăn xong cứ để bát đấy, lát em qua rửa cho nhá." Thức gật đầu. "Ừ, em cứ về đi." My ra ngoài lẩm bẩm: "Số trời đã định, anh là của em rồi anh Thức à." Nhưng là My không thể ngờ rằng Thức rất tỉnh táo. Vốn dĩ anh là cảnh sát hình sự mà, nên chỉ cần một cử chỉ khác lạ là trong đầu anh đã phân tích và lập luận ra bao nhiêu vấn đề rồi. Thức cầm cốc nước lên uống, vừa nhấp vào miệng, Thức đã cảm nhận được vị hơi lạ của cốc nước. Anh liền để cốc nước xuống gầm bàn và để một cái cốc khác lên. Coi như anh đã uống hết cốc nước, rồi anh bê bát ra rửa. My ở ngoài đi vào. "Em đã bảo là anh cứ để em rửa cho mà." "Thôi, anh rửa luôn cũng được mà." My nhìn thấy cốc nước, không còn gì nữa, cô ta mừng thầm. "Anh uống hết nước rồi à?" "Ừ, hết rồi." "Dạ, thế để em gọt táo nhá." My mở tủ lạnh lấy táo ra gọt. Thức rửa bát xong, vì muốn tránh mặt My nên anh đi lên gác. My gọt táo xong, cô bê lên gác gọi cửa. "Anh Thức ơi, mở cửa cho em với." Thức ra mở cửa. "Có chuyện gì không? Anh đang bận nên cần ở một mình." "Dạ không có gì, em bê táo lên cho anh thôi ạ." My bê táo vào phòng, để lên bàn và nhìn khắp phòng Thức. "Ảnh cưới của anh đẹp quá, anh chị đẹp đôi thật đấy." "Ừ, cảm ơn em." My liếc mắt nhìn Thức. "Sao anh ấy vẫn chưa ngấm thuốc nhỉ? Rõ ràng uống hết rồi mà."
thức ngồi mở máy tính ra để xem công việc cuối tuần thế nào. Mi tiến lại gần hỏi. Anh có thấy nóng không ạ? Thức nghĩ. Không biết cô ta đang có ý đồ gì. Vì anh là cảnh sát nên anh lại càng hay đa nghi. Anh gật đầu. Ừ, nóng thật. Mi mừng thầm. Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đây. Rồi Mi lại đưa tay sờ vào người thức, rồi dựa người mình vào lưng thức. Thức thấy ghét rồi đấy, nhưng anh thử im lặng xem Mi định làm gì anh. Mi thấy anh im im, thì cô ta bắt đầu luồn tay sờ vào ngực thức, miệng thủ thỉ. Anh nóng không? Em cởi áo cho nhá. Thức vẫn không nói gì. Mi ôm lấy thức, hôn vào cổ anh, rồi rúc rúc mặt vào cổ thức. Thức à, em thích anh, em yêu anh. Thức khẽ nói, nhưng anh có vợ rồi mà. Không sao cả, em nguyện là người tình bí mật của anh. Thế em không sợ mọi người biết à? Nhất là vợ anh, nó biết là anh với em tan xác đấy. Em không sợ đâu, anh không nói, em không nói, thì không ai có thể biết được. Em đã nói nguyện làm người tình bí mật của anh rồi mà. Thế á, có đáng tin không vậy? Mi tưởng thức không tin lời cô, nên cô buông thức ra và tự cởi quần áo của mình ra, trần như nhộng đứng trước mặt thức. Anh thức, hãy chiếm lấy em đi, hôm nay em là của anh thức đấy. Thức đứng dậy cười. Được. Mi cười sung sướng. Em biết ngay là anh cũng thích em mà, mèo nào là mèo chê mỡ đâu anh nhỉ. Đến đây với em đi, em sẽ chiều anh hết nấc. Anh muốn gì em sẽ chiều anh hết nhá. Đảm bảo anh sẽ phê quên lối về. Thức bật cười rồi đi về phía tủ đồ, anh vẫy Mi. Nghe hấp dẫn nhỉ, thế em đi lại đây với anh. Mi thấy vậy nghĩ trong bụng. Sao anh ấy không lên giường mà lại đi ra phía tủ nhỉ? À mình hiểu rồi, anh ấy thích cảm giác mới lạ đấy mà. Chắc anh ấy chán kiểu nằm rồi nên giờ chuyển sang kiểu đứng. Mi tung tăng hớn hở. Dạ em đến đây. Thức cười nhăn nhở. Ok em yêu, lại đây với anh nào. Mi tới gần nũng nịu. Anh có yêu em không? Thức cười nháy mắt. Em nhắm mắt vào đi, anh tặng em cái này. Mi mắt tròn xoe. Anh tặng quà cho em á. Trời ơi tin được không? Tin được. Dạ anh yêu. Mi vội vàng nhắm mắt lại. Cô hồi hộp chờ đợi. Thức nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra và lấy ra cái còng số 8 mà anh chuyên còng tay tội phạm và khẽ móc vào tay của em Mi xinh đẹp đang cởi chuồng, rồi móc tay Mi cùng với thanh chắn của tủ đồ. Anh ấn tạch một cái. Thấy Mi vẫn nhắm mắt, Thức bảo, em mở mắt ra được rồi đấy Mi ạ. Mi còn tưởng Thức tặng cho mình cái lắc tay bằng vàng. Mở mắt ra, Mi giật mình hốt hoảng khi thấy mình bị còng tay lại. Ơ, sao anh lại còng tay em vậy? Thức nghiêm mặt. Em giỡn hơi quá rồi đấy Mi. Em nhầm đối tượng rồi nhá. Để anh giải em về đồn cảnh sát nhá. Thức chùm cái khăn vào người Mi, rồi anh đi ra ngoài. Còn Mi thì hốt hoảng giãy giụa, nhưng không mở được, vì tay cô đã bị còng lại với thanh tủ rồi. Cô cũng không dám vùng vẫy mạnh, vì sợ tủ sẽ đổ vào người, nên cô chỉ biết khóc và gọi Thức trong vô vọng. Sau khi còng tay em Mi, Thức đi xuống nhà gọi cho tất cả mọi người về nhà, với lý do có việc gấp. Tôi thấy chồng tôi gọi, thì lo, không biết có chuyện gì, nên phi xe về luôn. Chị Trà cũng chở mẹ tôi về, còn chị Liễu chắc bận bán thịt, nên chưa thấy về. Tôi về tới sân, thì mẹ Hiền và chị Trà cũng vừa về tới. Nhìn thấy tôi, chị Trà có vẻ lo lắng. Có chuyện gì mà chú Thức gọi tất cả mọi người về lúc này thì thím Tâm? Em cũng không biết, em mới về tới đây ạ. Chị Trà nghĩ bụng. Thôi chết rồi, con Mi nó làm hỏng hết kế hoạch rồi thì phải. Mẹ Hiền thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rồi chúng tôi đi vào nhà, thấy Thức đang ngồi ở phòng khách đợi, tôi chạy lại. Anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Thức chỉ tay lên gác. Mọi người lên gác thì biết. Tôi và chị Trà liền chạy lên gác, thì đập vào mắt chúng tôi là em Mi cởi chuồng và bị còng tay ở thanh tủ đồ. Chị Trà há hốc mồm ra. Mi, sao em lại... Mi mếu máo khóc. Chị ơi, chị mau bảo anh Thức mở còng cho em đi ạ. À. Em đau tay quá. Tôi nhìn bộ dạng của Mi là tôi hiểu ngay vấn đề. Tôi rít lên. Còn khốn khiếp này, mày tính dụ chồng tao đúng không?
Cũng may là chồng tao không thích. Vậy mà tao nói thì mày còn chối. My cứ khóc thút thít. Chị Trà nhìn xót em, liền nói đỡ cho em gái. Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Thím bảo chú mở cổng cho nó. Rồi chúng ta ngồi nói chuyện đi thím. Từ gắt lên. Chị còn bênh nó sao? Hay là chị và nó cùng một ruột với nhau? Chị ghét tôi, nên mới đưa em gái về nhà tôi phá đúng không? Chị Trà trừng mắt lên nhìn tôi. Thím ăn nói cho cẩn thận nhá. Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây thôi. Tôi điên quá, xông vào túm tóc My và giật ngửa ra đằng sau. Mày tính cướp chồng tao đúng không? Tao đã cảnh cáo mày, nhưng mày vẫn cố tình đúng không? My kêu toáng lên. Chị Trà ơi, cứu em với. Tôi vả vào mặt Trà bum bốp. Này thì cứu này, cứu này. Chị Trà xông vào cứu em gái, thì tôi giơ chân đạp một phát vào bụng ngã ra phía sau. Tôi lại tiếp tục tát vào mặt My tới tấp. Mẹ chồng tôi ở dưới nhà chạy lên hoảng quá, lao vào can. Ôi con ơi, bình tĩnh lại con ơi. Chị Trà ngã đau, nhưng cố vùng dậy để cứu em. Bỏ nó ra, mau bỏ nó ra, cái con khốn khiếp này. Tôi điền quá mới nhả tóc của My ra và lao vào túm tóc chị Trà. Lúc này tôi hung dữ như một con sư tử cái vậy. Tôi túm tóc chị Trà rồi ấn vào đầu chị Trà vào tường. Chị bảo ai khốn khiếp? Em gái chị như thế này mà chị còn bênh nó chửi tôi là khốn khiếp. Được, để tôi khốn khiếp cho chị thấy nhá. Chị Trà hét lên. Bỏ tao ra con khốn. Tôi điền máu quá không chịu nổi nữa. Tôi túm tóc chị Trà và lôi vào nhà vệ sinh, ấn đầu chị ta vào bồn cầu. Tôi vừa ấn vừa nghiến răng ken két. Ừ, tôi là con khốn. Vậy để tôi cho chị biết thế nào là con khốn. Mẹ chồng tôi thấy thế sợ quá. Bà sợ phát khóc luôn, chạy vào van xin tôi. Tâm ơi, mẹ xin con tha cho chị Trà đi con. Mẹ xin con đây. Tôi vẫn nhất quyết không thả chị Trà ra. Tay tôi vẫn liên tục ấn đầu chị Trà vào bồn cầu. Đến khi chồng tôi lên ôm lấy tôi mới nguôi bớt cơn giận. Tôi bỏ tay ra. Chị Trà sợ chết khiếp và liên tục nôn ọe ra nước xanh nước vàng. Mẹ chồng tôi lấy chìa khóa mở cổng tay cho My, rồi lấy quần áo đưa cho nó. Mặc vào đi, rồi xuống nhà nói chuyện. Chị Liễu đi bán thịt về, thấy mọi người ở nhà đông đủ thì ngạc nhiên hỏi. Hôm nay mọi người lại ở nhà hết à? Mẹ chồng tôi gọi. Liễu, con vào đây đã. Chị Liễu đi vào thì hốt hoảng khi thấy đầu tóc chị Trà và con My rối tít mù lên. Mặt mũi thì sưng tím bầm dập. Chị Liễu lắp bắp. Mặt chị sao thế chị Trà? Cả cái My nữa, hai người bị sao thế? Tôi nghiến răng. Đó là cái kết của những kẻ dám cướp chồng người khác đấy chị ạ. Rồi mẹ chồng tôi kể cho chị Liễu nghe. Chị nghe xong còn không tin nổi. Sau khi bị tôi đập cho tơi tả, chị Trà sợ tôi khiếp vía luôn. Còn em My thì được chị Trà đưa về quê nhờ bố mẹ dạy dỗ lại. Và cũng nhờ vụ đó mà chị Liễu cũng khiếp sợ tôi luôn. Và trong nhà, tôi trở thành người nổi tiếng về độ hung dữ. Rồi My về quê sống, tôi cũng nguôi ngoai và bình thường trở lại. Với chị Trà và chị Liễu, tôi vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng sau vụ đó, chị Trà hận tôi lắm. Chị cay cú vì bị tôi ấn đầu vào bồn cầu. Đó là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời chị. Và chị muốn trả thù tôi. Trước mặt tôi thì chị coi như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng chị Trà đang nổi từng cơn sóng lớn. Mấy hôm nay, chị Trà và chị Liễu có vẻ hơi im lặng tiếng. Còn cuộc sống của tôi thì vẫn yên bình như vậy. Chồng tôi đã khỏi chân và đi làm việc bình thường. Còn mẹ Hiền thì vẫn hiền như vậy. Vẫn cơm nước dọn dẹp, tinh tươm mỗi ngày. Hơn một tháng sau, tôi có thai lại nghén nên mệt mỏi. Ăn không được, lại nôn suốt ngày. Chính vì thế mà tôi có thai là mọi người biết ngay. Đợt này chồng tôi lại có vụ án mới, nên bận lắm. Anh cứ đi suốt, nên ở nhà có gì là tôi và mẹ Hiền phải tự lo với nhau. Buổi tối chị Liễu sang nhà chị Trà chơi. Chị đang đọc cái gì thế? À, tao đọc mấy cái món ăn kỵ nhau ấy mà. Sao tự dưng chị lại đọc mấy thứ đấy làm gì? Tao đọc để biết thôi. Rồi chị Liễu nói. Còn tâm chữa mà nó ngén thế, cứ ăn gì vào là nôn hết. Thế thì mệt lắm nhỉ? Chị Trà nhếch mép. Cái cha nhà nó, giờ nó chết luôn cũng được á, đỡ ngứa mắt tao.
Sao chị lại nói nó vậy? Mẹ quên cái vụ nó ấn đầu tao vào bồn cầu rồi sao? Giờ nghĩ lại, tao uất ức, chỉ muốn nó chết luôn đi thôi. Chị Liễu động viên chị Trà. Thôi chị à, mọi chuyện qua rồi. Tại khi đó nó cay con mi quá, nên mới mất bình tĩnh như vậy. Chị thử nghĩ xem, nếu là chị thì chị có cay không? Mày thôi đi, cả cuộc đời tao chưa bị ai đối xử như vậy đâu. Nó lại đối xử với tao như thế, tao căm hận nó. Chị Liễu có động viên giải thích, nhưng cơn phẫn trong lòng chị Trà vẫn sôi sùng sục. Chị biết tôi sợ nhất là rắn, nên chị đã đi ra chợ và mua mấy con rắn nhỏ cho vào cái túi mang về nhà. Đêm hôm đó khi mọi người đi ngủ hết, chị Trà mò dậy và thả mấy con rắn vào nhà tôi qua đường cửa sổ. Về nhà chị Trà nằm ngồi nghĩ. Lần này là rắn, lần sau là bọ cạp. Mày cứ từ từ mà thưởng thức đi Tâm ạ. Sẽ có nhiều điều thú vị dành cho mày đấy. Chồng tôi đi công tác không ở nhà. Ở nhà chỉ có hai mẹ con. Nửa đêm mẹ chồng tôi dậy đi vệ sinh. Bà đi ra phía cầu thang thì dẫm chân lên người con rắn. Nó liền cắn vào chân mẹ tôi một phát. Mẹ tôi đau nhói một cái. Bà nhìn xuống thấy con rắn đang quấn ở chân mình. Bà hoảng quá bỏ chạy và hét toáng lên. Nên bà trượt chân ở cầu thang, ngã lăn lồng lốc xuống dưới nhà. Tôi nằm trong phòng, nghe tiếng mẹ hét lên. Tôi ngồi dậy bật điện và đi ra ngoài. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không thấy mẹ trả lời, tôi lo lắng nên vội đi xuống dưới nhà. Thì thấy mẹ chồng tôi nằm bất tỉnh, đầu còn chảy máu nữa. Mẹ ơi! Mẹ à! Mẹ mau tỉnh lại đi! Mẹ ơi! Không thấy mẹ trả lời, tôi nhìn sang bên góc nhà, thấy hai con rắn đang nằm cuộn tròn ở đó. Tôi hoảng hốt hét ầm lên. Chị Liễu ơi! Chị Trà ơi! Mau sang đây! Tôi gào lên đến lần thứ ba, thì hai chị cũng tỉnh giấc và chạy sang. Chúng tôi đưa mẹ Hiền đến bệnh viện cấp cứu. Cũng may là vết thương của mẹ không nghiêm trọng và con rắn cắn không phải là rắn độc, nên mẹ đã tỉnh lại. Tôi và chị Liễu ở lại với mẹ, còn chị Trà về nhà đưa con đi học. Chị sợ toát mồ hôi hột, đi ra chị lẩm bẩm. Tại sao không phải là con Tâm mà lại là mẹ Hiền ngã chứ? Nếu là con Tâm thì sau cú ngã cầu thang ấy thì nó đã sảy thai rồi. Vậy mà nó lại không bị sao cả. Tôi gọi chồng tôi về. Anh ấy đã tìm khắp nhà và bắt được 5 con rắn nhỏ. Tôi nhìn mà khiếp sợ. Sao mà nhiều rắn thế hả anh? Khiếp quá đi. Chồng tôi lập luận luôn. Chắc chắn có người muốn hại nhà mình nên mới thả rắn vào nhà mình như thế em ạ. Có thật như vậy không? Thật chứ, vì loại rắn này chỉ ở dưới nước và xung quanh có ao chuông. Vậy mà đã có người chủ động mua rắn ở nơi khác và thả vào nhà mình rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Sao người ta lại thả rắn vào nhà mình? Tại sao vậy? Em có gây chuyện với ai không? Em không. Em có gây chuyện đâu. Nếu đêm qua em là người ngã cầu thang, chắc em bị sảy thai rồi ý. Ai mà độc ác vậy chứ? Chồng tôi động viên. Em đừng lo, anh sẽ điều tra vụ này. Nhất định anh sẽ tìm ra người thả rắn vào nhà mình. Tôi nghe lời chồng mình, nên coi như không có chuyện gì cả. Để chồng tôi tự điều tra vụ này. Một tuần sau, mẹ Hiền được về nhà nghỉ ngơi. Mẹ hỏi tôi. Sao nhà mình lại có nhiều rắn thế hả con? Có chị Trà và chị Liễu ở đó, nên tôi nói tránh đi. Con cũng không biết ạ. Con nghe chồng con bảo. Chắc là dở dòi dở đất gì đấy, nên rắn mới bò vào nhà mẹ ạ. Giờ thì không sao rồi, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. Chị Trà đi về nhà và bật cười. Tâm ơi là Tâm, mày ngu hơn tao tưởng đấy. Ừ thì dở dòi, nên rắn mới bò vào nhà mày. Mày ngu quá Tâm ơi. Thế vợ chồng tôi im lặng, chị Trà lại tưởng chúng tôi không biết gì, nên trong đầu chị lại có ý định hại tôi tiếp. Lần này chị chơi lớn hơn. Chị đặt mua bọ cạp tốn khá nhiều tiền của chị và mang bọ cạp về nhà. Đêm đến mọi người đi ngủ hết, là chị Trà dậy, cầm cái chai đựng bọ cạp đi ra phía cửa sổ, rồi chị mở nút chai, dốc hết những con bọ cạp vào trong nhà tôi. Rồi chị yên tâm đi về nhà mình nằm ngủ. Nhưng chồng tôi đã có sự chuẩn bị, anh bí mật lắp camera và anh đã thức mấy đêm để rình trộm. Chị Trà ngủ một mạch đến sáng, con gái chị gọi chị mới tỉnh. Chị Trà dậy và đi ra ngoài sân. Thấy bên nhà tôi không có động tĩnh gì cả. Chị Trà hoang mang. Sao im thế nhỉ?
hay bị bọ cạp cắn chết hết cả rồi. Rồi chị Liễu gọi. Liễu ơi, Liễu à, mau dậy đi. Chị Liễu dậy ngái ngủ. Sao mới sáng ra mà chị đã gọi ầm ĩ lên thế? Mày sang gọi mẹ Hiền và thím Tâm dậy đi. Sao giờ này mà họ vẫn chưa dậy thế? Thì hôm nay là chủ nhật mà chị, dậy sớm làm cái gì? Chị Trà đẩy chị Liễu. Tao bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi, nhanh lên. Chị Liễu gọi. Mẹ Hiền ơi, dậy thôi mẹ ơi. Chị Liễu gọi mấy câu thì mẹ Hiền dậy mở cửa ngáp ngắn ngáp dài. Có chuyện gì mà gọi mẹ sớm thế? Thì mọi khi con thấy mẹ dậy sớm lắm cơ mà. Sao hôm nay mẹ dậy muộn thế hả? Mẹ Hiền nói thản nhiên. Tại đêm qua, bọ cạp ở đâu ra nhiều lắm con ạ. Nó bỏ khắp nhà, nên vợ chồng thằng Thức và mẹ phải bắt mãi mới hết đây. Nên mẹ không ngủ được. Mấy giờ cứ buồn ngủ. Thôi mẹ đi ngủ tiếp đây. Chị Liễu hoảng hồn mồm lắp bắp. Ui, lần trước là rắn, lần này là bọ cạp. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mẹ Hiền buồn ngủ quá nên vào phòng ngủ tiếp. Còn chị Liễu chạy về mách chị Trà. Chị ơi, đêm qua nhà thím Tâm ý, lại bị bọ cạp nó bò vào nhà đấy. Chị em mình mau về nhà xem có bọ cạp hay không đi chị. Thế ba người không bị sao à? May quá, cả mẹ Hiền và vợ chồng chú Thức không bị sao chị ạ. Chị Trà nghe chị Liễu nói thì thất vọng lắm. Tốn bao nhiêu tiền mà lại xôi hỏng bỏng không thế sao? Sau khi dậy và ăn sáng xong, tôi cầm cái hộp đựng bọ cạp sang nhà chị Trà. Chị Trà giật mình. Thím sang đây có chuyện gì thế? Tôi cười tươi. Thì em mang bọ cạp sang trả chị này. Chúng nó chết hết cả rồi, nên chị giữ mà làm kỷ niệm nhá. Chị Trà hoang mang lắm, chị khẽ nói. Bọ cạp ở đâu mà nhiều thế này? Có cần em cho chị xem đoạn video mà đêm qua chị thả bọ cạp vào nhà em không? Tôi mở điện thoại ra cho chị Trà xem. Chị Trà ngồi im không nói câu gì. Làm việc ác, có ngày bị quả báo đó chị Trà à. Là người nhà với nhau mà chị lại hành động một cách độc ác và tàn nhẫn vậy sao? Chị Trà ngồi im không nói được câu gì nữa. Tôi cũng không nói gì thêm. Mọi chuyện cứ để chồng chị ấy quyết định. Cả ngày hôm đó, chị Trà ở lì trong nhà không thò mặt ra. Đến tối, chồng chị bay từ Đức về. Vừa thấy chồng, chị Trà đã bật khóc nức nở. Anh Quang chồng chị Trà thất vọng lắm. Anh thở dài rồi nói. Anh chưa bao giờ nghĩ em lại có thể làm những việc độc ác đến như vậy. May mà mẹ Hiền chỉ bị thương nhẹ. Nếu không anh sẽ ân hận cả đời rồi. Còn việc em mua bọ cạp và tính hại mọi người thì anh không thể chấp nhận được em nữa rồi. Chị Trà khóc lóc ôm chân chồng van xin. Anh ơi, em biết sai rồi ạ. Em biết sai rồi anh ơi. Lần sau em không dám như thế nữa đâu. Anh tha thứ cho em lần này đi ạ. Người em cần xin lỗi là mẹ Hiền và chú thím chứ không phải anh. Chị Trà ôm chặt lấy chân chồng nức nở. Anh ơi, anh nói đỡ cho em vài câu được không? Em xin anh đấy. Anh giúp em đi anh. Sau đó anh Quang cùng chị Trà sang nhà xin lỗi mẹ Hiền và vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa. Cứ để anh Quang tự giải quyết chuyện này đi. Anh Quang về nhà rồi, anh bảo chị Trà thu dọn quần áo rồi về nhà mẹ đẻ mà ở. Chị Trà có van xin thế nào, anh Quang cũng không chấp nhận. Lần này anh dứt khoát lắm. Chị Trà thì cứ khóc lóc van xin mãi. Lần này chị Liễu cũng sốc lắm và không dám bênh chị Trà nữa. Chị cũng muốn chị Trà về nhà mẹ đẻ ở, vì chị Liễu thấy sợ khi ở cùng một người chị dâu thâm độc như vậy. Thu dọn quần áo cho chị Trà xong, anh Quang gọi taxi đến. Xe tới rồi đấy, em mau về nhà mẹ đẻ đi. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa, em nhớ bảo trọng. Chị Trà khóc sưng húp cả mắt, chị cứ ôm chân anh Quang. Anh ơi, em van xin anh đấy, anh đừng đuổi em đi mà. Em sai rồi, em biết sai rồi mà, anh tha cho em đi anh. Anh Quang lạnh lùng, mau lên xe đi. Anh Quang lôi chị Trà ra xe rồi nói. Em mau về nhà em đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh ơi, em sai rồi ạ, anh tha lỗi cho em đi mà. Từ nay về sau, em sẽ nghe lời anh hết. Muộn rồi, nếu em nhận ra điều đó sớm hơn, thì có lẽ đã không phải tới mức này. Em xin anh, em biết sai rồi mà.
Chị già khóc lóc van xin mãi, nhưng anh Quang không đồng ý. Chưa bao giờ tôi thấy chị ấy khóc nhiều đến như vậy. Nhìn cũng thấy xót đấy. Nhưng chồng tôi bảo phải mạnh tay như vậy để cho chị ấy biết chị ấy đã sai như thế nào. Khi chị trả về quê, anh Quang cũng chuyển công tác về nhà để tiện chăm sóc con gái. Còn chị già thì cứ vài hôm lại gọi cho tôi xin tha thứ một lần. Theo lời mọi người kể thì chị già đã ân hận lắm rồi. Giờ chị đã đi xin việc làm và rất mong được về nhà với con gái và với anh Quang. Tôi bàn với chồng có nên bảo với anh Quang đón chị già về không. Nhìn cảnh anh Quang gả chồng nuôi con. Nhưng chồng tôi khá nghiêm khắc. Anh nói cứ chờ thêm một thời gian nữa, xem chị già có dễ thay đổi không. Còn nếu chị ấy toàn tâm toàn ý muốn quay về với bố con anh Quang, thì lúc đó tính sau. Phải mãi đến nửa năm sau, anh Quang mới đồng ý tha thứ và đón chị già về nhà. Được trở về nhà, chị già vui mừng lắm. Tính tình cũng thay đổi nhiều. Giờ chị ấy đi làm, hết giờ là tất bật về đón con và cơm nước dọn dẹp. Bà còn tranh thủ sang nhà tôi dọn dẹp đỡ mẹ hiền. Vì đợt này, tôi bụng to sắp đẻ tới nơi rồi, nên tôi mệt, không giúp gì được mẹ hiền cả. Rồi chị còn nấu những món bổ dưỡng cho tôi ăn, nên đợt này tôi tăng cân vù vù, sợ tới lúc lên bàn đẻ, ngang con heo nái mất. Chị nói ngày trước chị bầu con bé con, chị ăn nhiều lắm, nên giờ chị cũng muốn tôi ăn thật nhiều như chị. Tôi thấy chị như vậy cũng thấy mừng, chị già thì đã ổn, còn chị Liễu thì vẫn bán thịt ở chợ. Có lúc chị trà ở nhà chị Liễu sang chơi và nói xấu tôi với chị trà, nhưng bị chị trà mắng ngay. Sau mấy lần bị chị trà mắng, chị Liễu cũng bớt nói xấu tôi hơn và sống biết điều hơn trước, cũng để thịt ngon ở nhà và lấy rẻ chứ không đắt như trước nữa. Chồng tôi và anh Quang đang tính chạy án để chồng chị Liễu được ra tù sớm, để vợ chồng anh chị được đoàn tụ giống như chị trà có chồng ở nhà khác hẳn. Ngoan và chịu khó, không giống như lúc chồng đi vắng thì lười chảy xác ra. Tuy hai chị dâu đã thay đổi và đối tốt với tôi và mẹ hiền, nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ lại những chuyện cũ và tôi vẫn giữ khoảng cách với hai chị ấy. Mãi từ lúc tôi sinh em bé, mẹ đẻ tôi lại bị ốm nên lúc ở viện là do chị già và chị Liễu chăm sóc mẹ con tôi. Nên đến khi tôi về nhà, hai chị ấy lại phụ mẹ hiền chăm sóc cho mẹ con tôi, kiêng cữ cho tôi 3 tháng liền. Từ đó khoảng cách giữa tôi và hai chị dâu mới hết được. Thời gian trôi qua, ba chị em dâu chúng tôi vẫn luôn gắn bó với nhau và tôi vẫn là đứa con dâu ghê gớm nhất có tiếng của mẹ hiền. Tuy tôi có ghê gớm thật, nhưng có việc gì hai chị dâu cũng hỏi ý kiến của tôi trước khi làm. Và hiện tại ba chị em tôi vẫn là con dâu ngoan của mẹ hiền và tôi luôn mong về sau ba chị em tôi vẫn mãi như vậy.